chương 321, ai là ông nội? Ba, ba sao vậy? Trấn trưởng mô đã nói gì với ba thế? Vương bá thấy sắc mặt khó coi của vương đồng cương, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, vẻ mặt của ba sao vậy? Còn nữa, 10 giây đã qua rồi, tên nhóc không biết sống chết này còn chưa chịu nói lời xin lỗi nữa. Trực tiếp để mọi người ra tay với anh ta đi, đánh chết anh ta rồi đào hố chôn Vương Chí Vĩ nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói. Bốp, Vương Đồng Cương không nói lời nào cả, thẳng tay tát vào mặt Vương Chí Vĩ, mắng câm miệng lại cho ông. Ba, sao ba lại đánh con? Vương Chí Vĩ che mặt, oan ức không hiểu nổi hỏi. Nếu không muốn chết thì câm miệng lại ngay cho ông, đều do mày chọc phải chuyện tốt mà. Vương Đồng Cương hưng giữ chừng mắt nhìn Vương Chí Vĩ, mặt đầy lạnh lùng nói. Ngay sau đó, ông ta vội vàng đi nhanh lên phía trước, nhìn đám người Diệp Thu, trong nháy mặt trên mặt bày ra dáng vẻ nịnh nọt hỏi xin hỏi ai là ông nội vậy audio điện tử võ tấn bền lời này vừa dứt tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ ngay cả đám người diệp thu cũng nhìn về phía vương đồng cương với vẻ mặt kỳ quái tình huống này là thế nào tại sao ông ta lại đột một lại bước đến rồi muốn nhận ông nội vậy cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc cùng nghi ngờ của mọi người vương đồng cương cũng nhận ra mình quá khẩn trương nên đã nói sai sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên, vội vàng hỏi lại lần nữa, xin hỏi, ai là Diệp Tiên sinh vậy? Là tôi. Diệp Thu nhàn nhạt đáp. Ôi chào ôi chào, Diệp Tiên sinh. Vương Đồng Cương mặt đầy nhiệt tình tiến đến chào đón, nhìn Diệp Thu, nịnh nọt nói, hiểu lầm, vừa rồi tất cả chỉ là hiểu lầm. Người cùng một nhà cả mà, chút chuyện nhỏ vừa rồi, mong Diệp Tiên sinh đừng để trong lòng. Hiểu lầm sao, không giống lắm nhỉ, vừa rồi ông không hề nói như vậy mà. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, trên mặt đầy vẻ bông đùa nói: "Tôi, tôi đây già rồi nên hồ đồ ấy mà, con người tuổi càng lớn thì đầu óc càng không tốt lắm. Chuyện vừa rồi ở đây tôi thành thật xin lỗi anh." Sắc mặt của Vương Đồng Cương chợt thay đổi, mặt đầy áy náy nói: "Ngay sau đó, ông ta cúi đầu thật thấp chào Diệp Thu trước mặt mọi người. Không còn cách nào khác cả. Vừa rồi Ngô Đại Hải đã nói rõ trong điện thoại rồi. Những người trẻ tuổi này ngay cả Ngô Đại Hải cũng không thể nào chọc vào nổi. Hơn nữa lúc nãy Ngô Đại Hải cũng đã dặn dò, ông ta nhất định phải coi Diệp Thu như ông nội của mình mà đối đãi. Điều này cho thấy rõ, thân phận của Diệp Thu nhất định không thể đùa được. Vương Đồng Cương đương nhiên không dám phách lối nữa. Bởi vì ông ta biết, người này tuyệt đối không phải là người mà một trường thôn nhỏ như ông ta có thể chọc vào nổi. Vương Bá cùng Vương Chí Vĩ nhìn cha mình đột nhiên giống như một người khác vậy, khom lưng quỵ gối, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Chuyện này làm cho hai anh em bọn họ sững sờ tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. "Ba à, ba làm sao vậy? Ở đây chúng ta có nhiều người như vậy, ba còn xin lỗi tên nhóc này làm gì?" Vương Bá vội vàng mở miệng hỏi. "Đúng vậy, ba à, chỉ cần ba ra lệnh một tiếng, tên nhóc này tuyệt đối là không thể sống nổi. Ba mau ra lệnh cho mọi người đi, nhanh dạy cho thứ không biết lợi hại như anh ta một bài học nhớ đời." Vương Chí Vĩ cắn răng, tức giận nói. Nghe thấy lời của hai anh em bọn họ. Sắc mặt của Vương Đồng Cương tái xanh. Cái gì gọi là hại cha? Đây mới thật sự gọi là hại cha ruột đấy. Hôm nay nếu không ép ông ta đi vào đường cục thì không được hay sao chứ? Vương Đồng Cương nhanh chóng giận dữ chừng mắt nhìn hai anh em bọn họ, lạnh giọng quát lớn, hai bọn bay câm miệng lại cho tao. Vương Bá cùng Vương Chí Vĩ vẫn không phục, vừa định phản bác lại. Vương Đồng Cương trực tiếp bước tới, dùng chân đá về phía một trong hai anh em bọn họ, vô cùng nghiêm túc nói, nhanh lên, quỳ xuống trước mặt Diệp Tiên sinh mau, nhanh lên. Ba, tại sao lại như vậy? Gương mặt của hai anh em kia hiện đầy nghi vấn. Ông đây kêu chúng mày quỳ xuống thì mau quỳ cho tao. Ở đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy, muốn sống sót thì lập tức nghe lời cho ông, nếu không, hôm nay ba cha con chúng ta không xong đâu. Sắc mặt vương đồng cương tái xanh mắng, Hai anh em nghe thấy lời này, mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng lời của cha, hai người bọn họ không dám không nghe lời, chỉ có thể thành thật đến trước mặt Diệp Thu, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Thấy vậy, lúc này Vương Đồng Cương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Diệp Thu, trên mặt đầy vẻ hối lỗi, cung kính nói, "Diệp tiên sinh, chung quy lại tất cả đều là lỗi của chúng tôi. Mong anh xem xét thương tình rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi." Nói xong, Vương Đồng Cương trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, dập đầu mạnh ba cái về phía Diệp Thu. Cảnh tượng này làm cho tất cả dân làng xung quanh chết lặng. Không phải nói đến đây để bắt kẻ xấu sao? Tại sao quay đầu lại, trưởng thôn đã quỳ gối dập đầu thế này? Những người trẻ tuổi này rốt cuộc có thân phận gì vậy? Trong chốc lát, mọi người đều vô cùng tò mò. Mà ngay lúc này, một chiếc ô tô màu đen dừng lại cách đó không xa sau đó, một người đàn ông trung niên mặc âu phục mồ hôi nhễ nhại chạy lại đây. Chấn trưởng tới, cũng không biết là ai đã hét lên. Mọi người dối rít nghiêng đầu nhìn. Lúc bọn họ nhìn thấy người đàn ông trung niên kia nhanh chóng lao về phía bên này, ai cũng ngây ngẩn cả. Bởi vì người này, chính là chấn trưởng của thị trấn bọn họ, Ngô Đại Hải. Ngô Đại Hải dùng tốc độ cực nhanh vọt vào trong đám đông khi ông ta nhìn thấy ở trong đám người ba cha con nhà họ vương quỳ trên mặt đất trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo ông ta vội vàng nhìn về phía diệp thu cung kính hỏi anh chính là diệp tiên sinh đúng không ông là diệp thu nghi ngờ hỏi tôi tự giới thiệu một chút tôi là trấn trưởng của thị trấn hoa sen ngô đại hải ngô đại hải vội vàng kính cần tự giới thiệu bản thân ồ diệp thu trầm ngâm gật đầu sau đó nhìn về phía ngô đại hải hỏi ông biết tất cả những chuyện đã xảy ra chứ đều biết cả xin diệp tiên sinh hãy yên tâm hôm nay tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng ngô đại hải nhanh chóng vỗ ngực đảm bảo suốt lời ông ta quay đầu trừng mắt nhìn vương đồng cương lạnh lùng nói vương đồng cương ơi là vương đồng cương tôi thật không ngờ ông lại coi trời bằng vung như vậy mang nhiều dân làng thế này đến đây làm cái gì hả hành hung diệp tiên sinh sao May mà hôm nay Diệp Tiên Sinh không bị thương, nếu không, 10 cái mạng của ông cũng không đền nổi đâu. Nghe thấy lời này, Vương Đồng Cương cũng sợ hãi rụt cổ lại. Ông ta đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau khi nhìn thấy bộ dạng cung kính của Ngô Đại Hải đối với Diệp Thu, ông ta càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Diệp Thu tuyệt đối không phải dạng vừa. Được rồi, tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, ông không còn là trưởng thôn của thôn Vương ra nữa chức vụ trưởng thôn hiện giờ tạm thời sẽ do phó thôn đảm nhiệm. Chương 322, hiện trường vứt xác. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Vương Đồng Cương lập tức trở nên tái nhợt. Bởi vì trong những năm qua ông ta đã làm không ít chuyện thất đức. Ví dụ như việc tham ô tiền thuế của dân, còn có ở sau lưng lãnh đạo lén lút mua bán đất trong thôn. Mà tất cả những số tiền đó, tất cả đều rơi vào túi tiền riêng của ông ta hơn nữa hai đứa con trai của ông ta. Quả thật chính là hai tên ác bá trong thôn, coi trời bằng vung, áp bức dân làng. Mà tất cả những điều này cũng bởi vì có ông ta chỗ dựa sau lưng. Dân làng sợ cha con ông ta, không dám lên khiếu nại. Nếu không, sẽ lập tức bị cha con nhà họ Vương trả thù, không còn chỗ sống ở thôn Vương gia này. Lâu dần, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn cách im hơi lặng tiếng. Mà cứ thế nên ba cha con bọn họ càng thêm kiêu căng phách lối. Những năm này, ba cha con bọn họ ở trong thôn có thể nói là làm chuyện xấu nhiều vô kể. Mà bình thường thì trời cao, hoàng đế lại ở xa nên chẳng xảy ra chuyện gì cả. Chỉ khi nào cấp trên phái người nhúng tay vào điều tra. Vậy thì những chuyện ác mà nhiều năm qua ông ta đã làm mới bị bại lộ. Một có khi chứng cứ xác thực, thì sau này ông ta đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tù tội. Nghĩ vậy Vương Đồng Cương đừng nói đến có bao nhiêu tuyệt vọng. Ngay sau đó, Ngô Đại Hải nhìn thẳng vào Vương Bá cùng Vương Chí Vĩ, lạnh lùng nói, mấy ngày trước tôi nhận được một đơn tố cáo ẩn danh, nói rằng hai anh em các cậu ở trong thôn này, chỉ vào cha các cậu là trưởng thôn mà không chuyện ác nào không làm, còn thành lập băng nhóm côn đồ, ức hiếp dân làng. Trước kia tôi không có chứng cứ, nhưng hôm nay nơi này chính là bằng chứng xác thực. Tôi khuyên các cậu nên lập tức đến đồn cảnh sát tự thú nếu không muốn tôi cử người đến bắt, Nghe rõ chưa? A, à, chuyện này tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Vương bá mặt mày như đưa đám nói. "Đúng vậy, hiểu lầm, hiểu lầm, trước giờ chúng tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy." Vương Chí Vĩ cũng nhanh chóng cười gượng giải thích. "Thật sao?" Ngô Đại Hải híp mắt, lạnh giọng hỏi. "Hai anh em bọn họ tiếp tục muốn ngụy biện. Hai người bọn họ nói dối." Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy cửa xe bmw cách đó không xa mở ra hắc la bước xuống xe cầm theo điện thoại di động đến bên cạnh ngô đại hải đưa điện thoại cho ngô đại hải nói vừa rồi tôi đã quay lại hai hành vi xấu xa của hai người này những lời bọn họ nói còn có dáng vẻ hung ác đó tất đều được ghi lại bên trong tôi nghĩ có thể sử dụng cái này để làm chứng cứ tố cáo bọn họ được chứ nhỉ ồ ngô đại hải nhận lấy điện thoại bấm vào một trong các video nội dung bên trong đó là cảnh vương bá dẫn người tới cùng vương trí vĩ hùa nhau muốn giết chết diệp thu giọng điệu hung hăng dáng vẻ phách lối tất cả đều được hắc la quay lại trong video cái này làm cho sắc mặt ngô đại hải lập tức u ám trực tiếp cầm điện thoại di động đến trước mặt hai anh em nhà kia lạnh giọng hỏi lần này các cậu còn muốn nói gì nữa không cái này hai anh em nhìn dáng vẻ ngông cuồng của mình trong video sắc mặt trong nháy mắt thay đổi kịch liệt. Lần này đúng là bằng chứng như núi rồi. Bọn họ biết rằng, lần này, chỉ sợ không có cách nào có thể giải thích rõ ràng được cả. Điều này làm cho hai anh em bọn họ tuyệt vọng đến cực điểm. Hư, đợt chút nữa lập tức đến đồn cảnh sát đầu thú, nếu các cậu dám chạy, chắc tự biết hậu quả rồi nhỉ. Ngô Đại Hải khịt mũi hừ lạnh, nghiêm mặt nói. Ngay sau đó ông ta cũng lười nói nhảm với hai anh em nhà kia, trực tiếp quay đầu nhìn về phía diệp thu cung kính hỏi diệp tiên sinh tôi xử lý như vậy anh thấy có được không ừ diệp thu gật đầu lạnh lùng nói người làm chuyện xấu phải bị trừng trị thích đáng những nông dân trồng trọt lương thực để mà kiếm sống không dễ dàng gì đừng để những tên xúc sinh như vậy đi gieo họa cho bọn họ nhóm côn đồ ở nông thôn phải nghiêm trị không tha diệp tiên sinh xin anh cứ yên tâm sau này tôi nhất định sẽ tăng cường quản lý tuyệt đối không để cho những tên côn đồ ở nông thôn xuất hiện lần nữa. Ngô Đại Hải vội vàng đảm bảo. Được. Diệp Thu hài lòng gật đầu. Chuyện này đến đây là kết thúc, cũng có thể coi như là chấm dứt ở đây. Dưới sự giải thích của Ngô Đại Hải, các dân làng cũng biết chân tướng, dối giết quay trở về thôn. Mà điều chờ đợi ba cha con nhà họ Vương sẽ là những trừng phạt công lý nghiêm khắc nhất. Ít nhất trong vài thập kỷ này, Ba cha con bọn họ đừng nghĩ đến việc ra khỏi tù. Mà xe của Hàn Tiêu Tiêu bị đâm hỏng, cha con nhà họ Vương đương nhiên phải đồng ý bồi thường đầy đủ. Không thể không nói, có một số người, đôi khi thật đúng là đáng bị coi thường. Đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu như ban đầu Vương Chí Vĩ không hung hăng như vậy, sau khi đụng xe xin lỗi, trực tiếp bồi thường tiền thì tất cả sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng anh ta lại không như thế anh ta thế nào cũng phải giả vờ đùa giỡn ngang ngược lại còn gọi cho anh trai cùng cha anh ta tới kết quả là cả ba cha con bọn họ lần này đều xong đời rồi diệt cỏ tận gốc làm thành loại cục diện này cần gì phải như vậy chứ sợ rằng bây giờ ruột gan của vương trí vĩ đều nhuốm màu hối hận nhưng mà trên đời này không có thuốc hối hận cho anh ta sau khi giải quyết chuyện này xong đoàn người diệp thu lại tiếp tục lên đường Mặc dù chiếc BMW X5 của Hàn Tiêu bị va chạm mạnh nhưng chỉ bị hỏng đèn pha bên trái thôi, không ảnh hưởng gì đến việc đi lại, vẫn có thể lái được. Không thể không nói, chất lượng của BMW vẫn rất tốt. Cứ như vậy, dưới sự chỉ dẫn của Hàn Tiêu Tiêu, nhóm người bọn họ đã đi đến hiện trường vứt xác ở phía Đông thôn Vương gia. Nơi này là một cánh đồng ngô rộng lớn. Thi thể được tìm thấy ngay giữa bãi ngô. Lúc đó trời vừa sáng, có một người dân trong làng sau khi rời giường, chuẩn bị đến nhà vệ sinh. Kết quả liền nhìn thấy xác chết. Hơn nữa còn là một xác chết khô đã bị rút sạch máu. Điều này suýt chút nữa đã dọa cho người dân làng kia thành ám ảnh tâm lý, vội vàng báo cảnh sát. Mà giờ phút này, khu vực xung quanh cánh đồng ngô này đã được cảnh sát khoanh vùng lại, thêm vào đó còn có người chuyên canh giữ. Không phải cảnh sát thì không được phép đến gần xe của hàn tiêu tiêu vừa đi đến gần đó thì bị hai cảnh sát chặn lại muốn làm gì một cảnh sát trong đó nhìn lướt qua nhóm người diệp thu trong xe mặt đầy nghiêm túc hỏi hàn tiêu tiêu nhanh chóng lấy thẻ cảnh sát mang theo trên người ra giải thích chúng tôi được cục cảnh sát thành phố phái tới hiện trường để thu thập manh mối chiếc xe phía sau cũng là của chúng tôi cảnh sát nhận lấy thẻ cảnh sát của hàn tiêu tiêu kiểm tra sau khi xác nhận là đúng lúc này mới cho đi sau khi xuống xe dưới sự chỉ dẫn của hàn tiêu tiêu cả nhóm đi qua vùng phong tỏa đi vào cánh đồng ngô đến chính xác vị trí nơi vứt xác mà đúng lúc này có một bóng người đang ngồi xổm ở đó trong tay còn cầm máy ảnh đang chụp ảnh vạch trắng dùng để đánh dấu vị trí của cái xác trên mặt đất thấy vậy mọi người đều sửng sốt một thoáng diệp thu cũng nhíu mày lại bởi vì bóng dáng này anh cảm thấy có vài phần quen thuộc như thể đã nhìn thấy ở đâu đó có lẽ nghe thấy có tiếng người bước tới từ đằng sau. Bóng dáng kia cũng quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn một cái, không chỉ có Diệp Thu ngây ngẩn, mà cả tiểu đội thiên võng cùng Hàn Tiêu Tiêu đều sướng sờ. Đó là một người phụ nữ. Chính xác mà nói, đó là một người đẹp với mái tóc dài. Gương mặt xinh xắn, khí chất yêu nhã. Ngay cả khi không trang điểm nhiều, nhưng cũng mang lại cho người khác một loại cảm giác vô cùng tươi đẹp chương 323, gặp lại người quen. Ánh mắt của phì miêu dán chặt tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc nói, ôi chao trời ơi, dáng dấp của người đẹp này thật sự quá tuyệt, là kiểu hình mà anh phì đây thích. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu, có phải cậu chưa từng thấy qua phụ nữ đúng không? Không không tước nước nhìn phì miêu, không vui nói. Phụ nữ tôi đã gặp không ít, nhưng xinh đẹp giống như vậy, đúng là lần đầu tiên thấy. Phì miêu tết miệng cười nói, mà cặp mắt của cậu ta vẫn không hề rời khỏi người đẹp tóc kia. Cậu có ý gì đấy? Có phải ý của cậu là dáng dấp của tôi cùng Hắc La đều không đẹp? Hồng khổng tước nhất thời không vui, trợn mắt nhìn phì miêu, lạnh như băng hỏi. Nói thật, chắc chị không thích nghe đâu. Bàn về dáng người, đúng là tôi thấy chị là người tốt nhất, nhưng mà bàn về dung nhan cùng tướng mạo, quả thật chị không bằng người đẹp này. Còn về phần tiểu Hắc La, cô ấy vẫn là một cô nhóc, còn chưa trổ mã đâu. Phì Miêu nhún vai, vô cùng thẳng thắn nói. Tuy nhiên, sau khi cậu ta vừa nói ra, hai mắt hắc la cùng hồng khổng tước gần như sắp giết người vậy. Hồng khổng tước siết chặt quả đấm, trực tiếp đấm thẳng về phía Phì Miêu. Phì Miêu vội vàng sợ hãi núp sau lưng bạo long, cầu cứu, lão đại, anh nhìn khổng tước xem, dáng vẻ không bằng người khác còn không để cho em nói thật. Phì Miêu chết tiệt, để xem hôm nay chỉ có đánh chết cậu không gương mặt nhỏ nhắn của hồng khổng tước run lên, nhấc chân phải đuổi theo phì miêu. Được rồi, đừng ầm ý nữa, bây giờ chúng ta tới đây điều tra vụ án. Trong lúc làm việc nghiêm cấm đùa giỡn, nghiêm túc lại một chút cho tôi. Bạo Long chừng mắt nhìn hai người bọn họ, nghiêm mặt nói. Hai người lập tức trở nên nghiêm chỉnh hẳn lại. Dù sao lời của Bạo Long nói, bọn họ vẫn phải nghe. Mà ngay lúc này... Người đẹp tóc dài đã đứng lên khỏi mặt đất, nhấc chân bước tới bên này. Thấy vậy, Phi Miêu vô cùng kích động, gương mặt đầy thịt của cậu ta vui sướng run lên, thấy chưa? Mọi người thấy chưa, cô ấy chủ động đi về phía chúng ta đấy. Tên nhóc si mê nhà cậu, chuyện này thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Hồng Không tước liếc nhìn Phí Miêu, tức giận hỏi, có nghĩa là nhất định cô ấy đã bị thu hút bởi một người trong số chúng ta. Mà trong đám chúng ta, dáng dấp của tôi là đẹp trai nhất, cho nên tôi chắc chắn rằng cô ấy đang đi về phía tôi. Phì Miêu mặt đầy tự đắc nói. Nghe thấy lời này, đám người còn lại gần như không thể nhịn được cười. Tôi nói này Phì Miêu, tự tin là chuyện tốt, nhưng cậu có thể tìm cái gương mà soi lại chính mình được không? Cậu thật sự nghĩ người khác mù hết rồi sao? Không Không Tước nín cười, cố ý châm chọc nói. Này Không Tước, lời này của chị làm tôi không vui đấy cái gì mà nói cô ấy là người mù hả? chẳng lẽ dáng dấp của tôi không đẹp trai sao? tôi phát hiện từ đầu đến giờ chỉ cứ nhầm vào tôi đấy, lẽ nào chỉ thấy người đẹp coi trọng tôi nên mới ghen đó chứ? phi miu sờ khuôn mặt phúng phính của mình, tự tin hỏi phúc không khổng tước không nhịn được cười tại chỗ. sau đó liếc mắt nhìn phi miu, mặt đầy khinh bỉ hỏi tôi ghen sao? vì cái gì? cậu sao? đúng thật là biết chọc cười mà. chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? tôi thấy chị chính là ghen tị đấy, nhưng mà cũng không có biện pháp nào cả. Ai bảo anh vì đây đẹp trai như vậy, thường xuyên được các người đẹp xem trọng. Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, chị thấy có đúng không? Phi Miu Đắc Y nói, cậu có thể ngừng tự luyến được không? Người ta ở đó mà xem trọng cậu sao? Hướng cô ấy đi tới, có chút liên quan nào tới cậu à? Hồng Khổng tước liếc mắt nhìn Phi Miu, tức giận hỏi. Tại sao lại không liên quan? chị có tin không chỉ cần tôi bước lên phía trước cô ấy sẽ lập tức đi tới chào hỏi bắt chuyện với tôi ngay phi miêu tự tin nói tôi không tin không khổng tước cười lạnh lắc đầu được rồi chị không tin đúng không vậy hôm nay anh phi đây sẽ biểu diễn tận mắt cho chị thấy thế nào gọi là sức hút của một anh chàng đẹp trai khóe miệng phi miêu cong lên lộ ra một nụ cười tự cho là đẹp trai sau đó chủ động nghênh đón người đẹp tóc dài kia tới mắt thấy hai người càng lúc càng gần, chuẩn bị đối mặt với nhau. Nhưng người đẹp tóc dài vẫn không có ý chủ động mở miệng chào hỏi. Thấy vậy, Phi Miu cũng không hoảng, hất tóc, tự cho mình một nụ cười xem là đẹp nhất, nói xin chào người đẹp. Tuy nhiên, người đẹp tóc dài ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Phi Miu, trực tiếp phòng qua Phi Miu, bước nhanh tới trước mặt Diệp Thu, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Thu nói, thật đúng là anh sao, vừa rồi suýt chút nữa đã không nhận ra rồi, không ngờ còn có thể gặp lại anh ở đây. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt phì Miêu trong nháy mắt cứng đờ lại, cả người như bị hóa đá. Bây giờ cậu ta chỉ cảm thấy mặt mình bị vả bôm bốp. Nếu như trên mặt đất có một lỗ, mà cho dù có một cái lỗ đi nữa, với vóc dáng của cậu ta, chắc cũng không thể nào chui lọt được. Nói tóm lại, hiện tại cậu ta thật xấu hổ muốn chết, gương mặt mập mạp đỏ bừng lên, thậm chí còn có suy nghĩ muốn rời khỏi cái thế giới này phốc ha ha ha. Hồng khổng tước không nhịn được bật cười tại chỗ. Hử! Người đẹp tóc dài nghiêng đầu nhìn hồng khổng tước vẫn đang cười to, cũng nghi ngờ hỏi cô ấy đang cười cái gì vậy? Không sao đâu. Diệp Thu mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía người đẹp tóc dài, nghi ngờ hỏi mà sao cô lại ở chỗ này? Hiển nhiên! Anh biết người đẹp tóc dài này. Trước đó anh còn cảm thấy bóng lưng này hơi quen thuộc. Sau khi xoay người lại, anh liền nhận ra được. Bởi vì người đẹp tóc dài này không phải ai xa lạ. Mà chính là cô phóng viên xinh đẹp đã được anh giải cứu khỏi ngục giam của hội buôn người Tân Nguyệt, Tống Thiến. Ô, đừng nhắc tới nữa, gần đây Giang Châu cũng không có tin tức gì cả, tôi sẽ sớm thất nghiệp mất. Tôi không phải nghe nói ở gần đây vừa phát hiện được một thi thể sao, tôi lập tức chạy tới xem thử có thể đào chút tin tức nào trở về không. Nhưng sau khi nghiên cứu hồi lâu, cũng không tìm được tin tức nào giá trị cả. Đang chuẩn bị chụp vài tấm hình để về nộp thì kết quả gặp được các anh. Tống Thiến thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ giải thích. Hóa ra là như vậy. Diệp Thu trầm ngâm gật đầu. Dù gì Tống Thiến cũng là phóng viên của nhật báo Giang Châu, có thể xuất hiện ở nơi này cũng chẳng có gì lạ cả. Còn anh thì sao, tại sao anh lại tới đây? Tống Thiến nhíu mày, mặt đầy tò mò hỏi. Tôi, tôi nói tôi đến đây để cắm trại cô tin không? diệp thu tuyết miệng cười nói, thôi bất đi, anh thật sự coi tôi là đồ mốc sao? cảnh sát đang canh giữ ở bên ngoài kia làm gì chứ? người bình thường sao có thể đi vào được à? lần trước anh còn dùng tên giả để lừa tôi, còn gọi là á sách gì đó nữa chứ? sao anh không tự gọi mình là cái luân luôn đi? tống thiến liếc nhìn diệp thu, không vui nói, ha ha, thật đúng là không gạt được cô. diệp thu lắc đầu bất đắc dĩ cười nói ngay sau đó chỉ có thể thành thật đáp, thật ra thì lần này tôi tới đây để giúp cảnh sát thu thập manh mối. Anh là cảnh sát à? Tống Thiến nghi ngờ hỏi. Không phải, nhưng mà ở phương diện này tôi tương đối hiểu rõ, cho nên mới giúp cảnh sát điều tra vụ án này. Diệp Thu giải thích, chương 324, dấu vết. Lời này làm cho Diệp Thu thoáng sửng sốt. Mà ngay tại lúc này, Hắc La cũng chu cái miệng nhỏ, nói theo, không sai, không sai, anh Diệp Thu muốn chuyên tâm tìm đầu mối, cô ở chỗ này sẽ quấy rầu đến anh Diệp Thu, vẫn nên mau rời đi đi. Nghe thấy vậy, Diệp Thu nhất thời có chút giở khóc giở cười. Hàn Tiêu Tiêu cùng Hắc La là thế nào đây? Sao địch ý với Tống Thiến lại mãnh liệt thế chứ? Thật là làm người ta khó hiểu. Đương nhiên Tống Thiến cũng cảm giác được hai cô gái này bài xích mình. Nhưng cô ta cũng không tức giận, mà hé môi cười, quay đầu nhìn Diệp Thu hỏi, Diệp Thu, đây là tên thật của anh sao ừ diệp thu gật đầu nhìn lá biết mùa thu đến không tệ tôi nhớ anh rồi vậy các anh cứ bận đi tôi ở bên ngoài đợi anh nhé tống thiến mỉm cười nói ngay sau đó cô ta nghiêng đầu nhìn về phía đám người hàn tiêu tiêu mặt đầy áy náy nói thật ngại quá tôi ở đây làm phiền mọi người rồi nói xong tống thiến trực tiếp xoay người bước ra ngoài đợi sau khi tống thiến bước ra khỏi ruộng ngô Lúc này Phi Miêu mới chạy tới, nhìn Hàn Tiêu Tiêu cùng Hắc La, hỏi: "Tôi nói này, người đẹp là người lịch sự, sao các cô lại giữ rằn với cô ấy như vậy chứ? Hơn nữa, cho dù gái đẹp người ta ở đây, cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Còn có thể giúp chúng ta chụp ảnh nữa chứ, người ta là phóng viên chuyên nghiệp đấy." "Không cần cô ta đâu, tự chúng ta chụp cũng được mà, hơn nữa cũng không hề kém cạnh cô ta." Hắc La bĩu môi nói, mặt đầy kiêu ngạo nói. Nói xong, cô nàng còn không quên nhìn hàn tiêu tiêu hỏi chị tiêu tiêu em nói có đúng không ừ không sai chúng ta đến đây để điều tra manh mối làm sao có thể để người ngoài đứng nhìn được chứ chuyện này thật sự không hợp lý hàn tiêu tiêu gật đầu mặt đầy nghiêm túc nói ngay sau đó cô ta quay đầu nhìn diệp thu lạnh lùng hỏi diệp thu tôi để cô ta rời đi anh chắc không có ý kiến gì chứ cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng kia của hàn tiêu tiêu diệp thu cảm thấy nữ cảnh sát bạo lực hàn tiêu tiêu dường như giờ phút này đã trở lại rồi anh theo bản năng vội vàng lắc đầu nói chuyện đó tôi không có ý kiến hừ thật sự nhìn không ra nhân duyên với phái nữ của anh không tồi tới đâu cũng có phụ nữ quấn lấy cả hàn tiêu tiêu hừ lạnh một tiếng giọng điệu có chút chua chua tôi cùng cô ấy tình cờ gặp nhau thôi căn bản cũng không quen thuộc diệp thu chê cười giải thích những lời anh nói hoàn toàn đúng sự thật dù sao anh cùng tống thiến chỉ mới gặp nhau một lần hơn nữa vừa rồi ở đây tống thiến đến ngay cả tên anh còn không biết vậy làm sao có thể gọi là quen thuộc được ngay cả bạn cũng không phải tôi quan tâm anh có quen thuộc hay không làm gì tóm lại anh nên chú ý một chút anh là người đã kết hôn đã có vợ rồi đừng ở sau lưng vợ làm chuyện vớ vẩn nếu như tác phong sinh hoạt của anh có vấn đề tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu Hàn tiêu tiêu liếc nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Cảnh sát các cô còn quản cả tác phong sinh hoạt nữa à? Diệp Thu nhất thời cảm thấy toát mồ hôi, có chút cạn lời hỏi. Tôi tình nguyện. Hàn tiêu tiêu bĩu môi, cực kỳ vô lý đáp. Em ủng hộ chị tiêu tiêu. Chỉ cần anh Diệp Thu dám tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác ngoài chị tiêu tiêu cùng em, vậy thì lập tức bắt anh lại. Hắc la giờ nắm đấm nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn nói dáng vẻ kia, rõ ràng chính là sợ thiên hạ không đủ loạn. Tại sao chứ? Trên chán Diệp Thu nổi đầy vạch đen. Bởi vì anh thuộc về em cùng chị Tiêu Tiêu, những người phụ nữ khác đừng hòng mơ tưởng. Hắc La Hùng Hổ nói. Hả? Diệp Thu hơi sững sờ, mặt đầy kỳ quái nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu. Hàn Tiêu Tiêu đột nhiên đỏ mặt lên, vội vàng lắc đầu nói, lời này không phải tôi nói. Anh đừng hiểu lầm. À, chúng ta mau điều tra manh mối đi diệp thu sờ chóp mũi có chút bất đắc dĩ nói à đúng 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 chuyện chính vẫn quan trọng hơn tạm gác những chuyện khác sang một bên đi bạo long gật đầu vội vàng bước tới giảng hòa bầu không khí lúc này mới coi như dịu đi không ít ngay sau đó mọi người bắt đầu vây quanh nơi vứt xác tìm kiếm dấu vết trong số những thành viên chủ lực ở đây tất nhiên phải kể đến diệp thu cùng bạo long dù thế nào Bạo Long cũng là một cựu huấn luyện viên của đội đặc chủng Lang Nha, am hiểu nhất là trinh sát và phản trinh sát. Vì vậy, mọi manh mối đều không thể thoát khỏi mắt của anh ta được. Còn Diệp Thu thì không cần phải nói, hai người bọn họ cẩn thận tìm kiếm cẩn thận từng ly từng tí từ hai hướng khác nhau. Mà những người còn lại ở hai bên để hỗ trợ hai người bọn họ. Ước chừng khoảng nửa giờ đồng hồ, Diệp Thu vốn không thu hoạch được gì, đang chuẩn bị đổi vị trí thì ngay lúc này ánh mắt của anh bị thứ gì đó trên mặt đất hấp dẫn đó là đầu lọc thuốc nhưng mà đầu lọc này gần như bị vùi lấp hoàn toàn trong đất chỉ lộ một chút phần đầu của điếu thuốc ra bên ngoài thôi lại thêm trên mặt đất nhiều cỏ dại như thế này về cơ bản rất khó để phát hiện nếu không phải diệp thu có nhãn lực vượt xa người bình thường đoán chừng cũng không thể phát hiện được anh lấy từ trong túi lấy ra một đôi găng tay trắng đã chuẩn bị trước đeo lên tay nhặt đầu lọc thuốc dưới đất lên, ra hiệu cho Hàn Tiêu Tiêu ở bên cạnh. Hàn Tiêu Tiêu vội vàng đi tới, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Có phát hiện gì sao? Trong nhóm cảnh sát đầu tiên tới nơi này, có ai trong số đó hút thuốc lá không? Diệp Thu nghi hoặc hỏi. Không có, hiện trường vụ án cấm hút thuốc, đây là quy định của cục thành phố chúng tôi. Hàn Tiêu Tiêu lắc đầu nói ngay. Vậy cô xem đầu lọc thuốc này thử. Diệp Thu nâng đầu lọc thuốc trong tay lên, cái này tìm được trong đất sao? hàn tiêu tiêu sướng sờ một thoáng kinh ngạc nói. diệp thu gật đầu. mà lúc này đám người còn lại sau khi nghe tiếng kêu kinh ngạc của hàn tiêu tiêu cũng rối rít chạy lại. đầu lọc thuốc lá liệu có thể nào là dân làng ở thôn vương ra hút nó không? Phì miêu nhíu mày suy đoán. không chắc lắm. nếu như tôi nhìn không lầm đây là một loại thuốc lá đặc biệt của trung quốc. dân làng bình thường ai có thể hút nổi thứ này chứ? Diệp Thu lắc đầu. Vậy nói không chừng là những tên nhà giàu mới nổi. Vì Miêu nghi ngờ nói. Nếu như là nhà giàu mới nổi thì vẫn còn làm ruộng sao? Hơn nữa, diện tích của mảnh đất này rất nhỏ, địa hình không bằng phẳng, chất lượng đất lại kém, chỉ cần có điều kiện tốt hơn một chút, những người có chút địa vị trong thôn sẽ không muốn mảnh đất này làm gì cả. Cho nên, những người sẵn sàng trồng lương thực trên mảnh đất này chắc chắn không thể giàu có, địa vị ở trong thôn cũng không quá cao lúc này diệp thu nói ra suy đoán của mình nghe xong lời của diệp thu mọi người đều trầm ngâm gật đầu bởi vì phân tích của diệp thu cũng đặc biệt có lý vậy ý của anh là đầu lọc thuốc lá này là do hung thủ để lại ánh mắt hàn tiêu tiêu lóe lên nhìn diệp thu hỏi có thể là vậy chúng ta không thể đoán được quá nhiều chỉ với một mẩu thuốc lá trước mắt cứ tiếp tục tìm kiếm thử xem sao lúc trở về kiểm tra adn trên đầu thuốc lá này thử xem có lẽ còn có những phát hiện khác." Diệp Thu cau mày nói. "Được." Mọi người gật đầu, rồi sau đó lại tiếp tục chia ra tìm. Diệp Thu vốn chuẩn bị đổi phương hướng khác, chương 325, tìm được đầu mối Diệp Thu nhanh chóng ngồi xổm xuống. Bởi vì gần giống với đầu lọc thuốc lá vừa rồi. Thứ này cũng bị vùi lấp trong đất, bị cỏ dại bao phủ. Chỉ lộ ra một góc nhỏ màu trắng. Diệp Thu vội vàng phủi đất ra, lôi từ dưới đất lên Cuối cùng mới thấy rõ đó là thứ gì. Vật đó là một tấm hình, chính xác mà nói là bức ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ trong bức ảnh không đẹp lắm, chỉ có thể xem như là một người rất bình thường. Mà phong cách trong hình cũng hoàn toàn bình thường. Chỉ là trên đỉnh đầu phía bên trái của người phụ nữ trong bức ảnh có một hàng chữ màu đỏ như máu. Mục tiêu số 3, xác nhận không đúng, bỏ. Nhìn thấy vậy, Diệp Thu khẽ nhíu mày. Mặc dù chỉ có một câu ngắn gọn như vậy, nhưng lượng thông tin vô cùng lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người phụ nữ trong ảnh là nạn nhân được tìm thấy tại nơi vứt xác này. Mục tiêu số 3, chính là số thứ tự của người phụ nữ này được hung thủ đánh dấu. Nhưng bốn chữ xác nhận không đúng, là có ý gì chứ? Chẳng lẽ nói, hung thủ giết người phụ nữ này là để xác nhận chuyện gì đó sao? Diệp Thu cau mày suy nghĩ một lúc không thể không nhớ lại phương thức chết của từng nạn nhân một lần nữa tất cả các cô gái đều bị rút sạch máu tươi mà chết ban đầu diệp thu cảm thấy đây có lẽ chỉ là một cách giết người biến thái của hung thủ dù sao hung thủ của nhiều vụ án giết người hàng loạt trong quá khứ đã quen dùng cách giết người tương tự để thỏa mãn tâm lý biến thái của mình ví dụ như tách rời thi thể hoặc là đem thi thể lột ra băm vằm các loại cho nên khi vừa mới tiếp xúc với vụ án này diệp thu cảm thấy kẻ sát nhân hút cạn máu của nạn nhân chẳng qua là để thỏa mãn sở thích biến thái của mình mà thôi nhưng bây giờ nếu suy nghĩ một cách cẩn thận chỉ sợ rằng trong này còn có nguyên nhân khác hung thủ rút sạch máu của nạn nhân thật ra mục đích thực sự có thể không phải là vì giết chết người bị hại mà là muốn lấy máu của nạn nhân nói một cách chính xác hơn chắc là muốn lấy một thứ gì đó từ trong máu của nạn nhân hơn nữa thứ này chỉ có thể có ở trong máu của phụ nữ. Nếu không, tại sao tất cả 8 nạn nhân đều là phụ nữ chứ? Đây không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đối với cái gọi là xác nhận không đúng trong bức ảnh. Rất có thể nạn nhân bị đánh dấu số 3 này này trong máu không có thứ mà hung thủ cần. Cho nên hung thủ mới tiếp tục tìm mục tiêu mới, sát hại mục tiêu, cố gắng tìm kiếm thứ đó trong máu của mục tiêu tiếp theo. Kết quả là số nạn nhân hiện tại đã lên đến 8 người thêm vào đó theo suy đoán của Diệp Thu. Rất có thể, hung thủ vẫn chưa tìm được thứ đồ mà anh ta cần. Nếu đúng như vậy, kẻ sát nhân nhất định sẽ tiếp tục tấn công, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nói cách khác, nếu không sớm bắt được hung thủ, nhất định sẽ còn người bị giết chết. Nghĩ đến đây, Diệp Thu nhanh chóng đứng lên, vẫy tay với bốn người hàn tiêu tiêu cùng tiểu đội thiên võng, nói mọi người lại đây trước đã. Mọi người lập tức xuống lại. Diệp Thu giơ tấm ảnh trong tay lên trước mặt mọi người. Sau khi mọi người nhìn thấy, đều hơi sửng sốt, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Đây là hình ảnh của nạn nhân. Diệp Thu chỉ vào vạch trắng dùng để đánh dấu vị trí của thi thể cách đó không xa, nhẹ giọng nói. Vậy thì những hàng chữ màu đỏ trên đó có ý gì vậy? Mục tiêu số 3 là gì? Xác nhận không đúng là sao? Phi Miêu khó hiểu hỏi. Theo phân tích của tôi, là như thế này. Diệp Thu trực tiếp nói phân tích trong đầu vừa rồi của mình cho mọi người. Nghe xong lời của Diệp Thu, mọi người đều sửng sốt, hiển nhiên có chút chấn động. Tìm kiếm thứ gì đó trong máu của người phụ nữ bị hại. Thứ gì có thể có trong máu, mà chỉ có ở phụ nữ, máu của đàn ông và phụ nữ có gì khác nhau sao? Hồng không tước nhíu mày lại, khó hiểu hỏi. Hiện tại tạm thời không có cách nào biết được chuyện này, có lẽ chỉ có tìm được hung thủ mới có thể biết được thôi. Diệp Thu lắc đầu. Ngay sau đó anh hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người, mặt đầy nghiêm túc nói, tóm lại, trước mắt chúng ta có thể nắm được các thông tin sau, tổng công có 3 điểm chính. Đầu tiên, hung thủ giết người không chỉ đơn thuần giết người, mà là vì muốn lấy máu của nạn nhân, sau đó tìm thứ gì đó trong máu. Thứ hai, thứ hung thủ cần này chỉ xuất hiện ở trong máu của phụ nữ. Thứ ba, cũng là điểm mấu chốt quan trọng, theo suy đoán của tôi, Bây giờ hung thủ chắc hẳn vẫn chưa tìm được thứ mình muốn, cho nên anh ta nhất định sẽ còn tiếp tục ra tay. Nghe Diệp Thu nói vậy, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống. Như vậy nói cách khác, tiếp theo sẽ còn có người bị giết hại. Không được, nhất định phải ngăn anh ta lại. Hàn Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy kiên quyết nói: "Thân là một cảnh sát có bảo vệ chính nghĩa, loại chuyện này, cô nhất định không cho phép nó xảy ra." hơn nữa cô cũng không muốn trơ mắt nhìn người vô tội bị chết một cách oan ức tuy nói như vậy nhưng chúng ta làm sao để ngăn cản được chứ chúng ta thậm chí còn không biết hung thủ là ai chứ đừng nói đến việc anh ta sẽ gây án ở đâu và vào thời gian nào Phi miêu cau mày vẻ mặt buồn bực nói lời này vừa được nói ra sắc mặt của mọi người trở nên hết sức khó coi đúng vậy đây là vấn đề khó khăn nhất hiện tại trong việc giải quyết vụ án này bọn họ ở ngoài sáng mà hung thủ lại ở trong tối muốn tìm được hung thủ thật sự vô cùng khó khăn chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ làm sằng làm bậy mà không có chút biện pháp nào sao hàn tiêu tiêu nhíu mày cảm giác có chút bất lực hỏi ngược lại cũng chưa chắc đâu diệp thu lắc đầu thản nhiên nói nghe vậy mọi người giờ phút này đều nhìn phía diệp thu anh diệp anh có cao kiến gì sao Bạo Long vội vàng nhìn Diệp Thu hỏi, "Nếu hung thủ đã lựa chọn mục tiêu tất cả đều là phụ nữ, điều này cho thấy anh ta lúc chọn mục tiêu, nhất định anh ta có logic cùng tiêu chuẩn của mình, chứ không phải giết người ngẫu nhiên. Nói cách khác, phải có một điểm giống nhau giữa 8 người phụ nữ bị sát hại, mà hung thủ đã lấy điểm này làm tiêu chuẩn để không ngừng tìm kiếm mục tiêu. Chúng ta chỉ cần sắp xếp lại tất cả các dữ liệu về 8 nạn nhân, tìm ra điểm tương đồng, sàng lọc từng người một." sau đó có thể suy ra được các tiêu chí lựa chọn mục tiêu của hung thủ. Bằng cách này, phạm vi tìm kiếm của chúng ta không phải sẽ nhỏ hơn rất nhiều sao. Diệp Thu hít mắt, nhẹ giọng nói. Nghe xong lời của Diệp Thu nói. Trước mắt mọi người bỗng sáng lên, bừng tỉnh hiểu ra. Bởi vì biện pháp này của Diệp Thu thực sự rất khả thi. Không sai, đây là một biện pháp tốt. Bạo Long liên tục gật đầu tán dương. Tôi đồng ý làm như vậy. Tôi cũng đồng ý. Trong chốc lát, mọi người nhao nhao bày tỏ ý kiến. Nếu đã như vậy, chúng ta cần cẩn thận lục soát lại một phen để xem thử còn có thể thu hoạch được manh mối nào khác hay không. Nếu không có, chúng ta lập tức trở về, dựa theo kế hoạch này để tiến hành. Diệp Thu phân phó. Được, mọi người đều gật đầu. Ngay sau đó, mỗi người phụ trách một hướng, tiếp tục tiến hành lục tìm kỹ càng từng tấc đất. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm một lúc nữa, ngoại trừ tàn thuốc cùng ảnh chụp diệp thu phát hiện, cũng không thu hoạch được gì khác cả. Mọi người đành phải chuẩn bị rời đi. Mà ngay lúc này, mũi của Phi Miêu đột nhiên khụt khịt. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 326, chúng tôi ngồi chật rồi, tới đây, tới ngay đây. Phi Miêu đáp một tiếng, sau đó đứng thẳng người dậy, chạy trở lại. Cậu vừa mới nhặt cái gì ở trên mặt đất đấy? không phải định mang ít đất về làm kỷ niệm đấy chứ. Hồng không tước nước nhìn phì miêu, tức giận hỏi. Ha ha, phì miêu cười thần bí, sau đó mở lòng bàn tay mình ra, giờ đến trước mặt mọi người, nhe răng cười nói, mọi người nhìn xem. Đám người diệp thu vội vàng nhìn vào lòng bàn tay của phì miêu. Giờ phút này chỉ thấy trên tay của phì miêu có một vật nhỏ gì đó đen xì xì. Có kích thước khoảng chừng bằng một cái móng tay chỉ là ở trên đã bị bám đầy bùn đất, trong chốc lát khó mà phân biệt được nó là gì. Đây là cái gì vậy? Hồng không, không tước nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Phi Miu cười tô tuét, ra hiệu với Hắc La, nói, Hắc La, đưa nước của em cho anh. Vâng, Hắc La gật đầu, sau đó mở ba lô mang theo bên người, lấy ra một chai nước suối trong đó, đưa cho Phi Miu. Phi Miu mở bình ra, trực tiếp rửa sạch thứ đổ trong lòng bàn tay. Chẳng bao lâu sau, bùn đất trên đó đã được rửa sạch lộ ra hình dạng rõ ràng mọi người chăm chú nhìn đều sửng sốt một thoáng bởi vì đó lại là một miếng vải cá nên biết rằng đây là một vùng đất trồng trọt cách xa sông ngoài sao lại có thể có vải cá chứ điều này làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện đầy nghi vấn một miếng vải cá điều này đại diện cho điều gì không không tước cau mày khó hiểu hỏi tôi cũng không biết chỉ là vừa rồi đột nhiên ngửi được mùi tanh nhàn nhạt, nhạt cho nên lập tức theo mùi tanh mà quay lại kết quả là phát hiện được thứ này trên mặt đất phì miêu lắc đầu giải thích nghe lời nói này trong lòng của diệp thu không khỏi chấn động mũi của phì miêu thật đúng là nhạy bén quả thật còn trâu bò hơn cả chó của cảnh sát nữa một mảnh vải cá mà cậu ta cũng có thể ngửi được thiên phú này thật sự không hề giống những người bình thường nghĩ đến đây Diệp Thu cũng lắc đầu cười, sau đó nói, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần tìm thấy ở hiện trường vứt xác thì cứ mang về trước đi, nói không chừng sau này sẽ có ích thì sao. Một miếng vải cá có thể có ích lợi gì chứ? Hồng Khổng Tước có phần khó hiểu hỏi. Ôi cha, anh Diệp nói có ích, vậy thì nhất định sẽ có chỗ dùng, mau đưa túi vật chứng cho tôi nào. Phì Miêu liếc nhìn Hồng Khổng Tước, thúc giục. Hừ, Hồng Khổng Tước có chút không phục hừ lạnh, nhưng vẫn mở lấy túi vật chứng trong suốt mang theo đưa cho phỉ miêu Phỉ miêu cẩn thận đặt vải cá vào trong đó đóng kín miệng túi rồi nhét vào trong ngực dù sao đây là thứ duy nhất cậu ta phát hiện được cậu ta còn hy vọng mình có thể dựa vào miếng vải cá này mà sau này lập công lớn đây nhưng đối với lần này trong mắt hồng khổng tước tràn đầy khinh bỉ theo cô ta đó chỉ là một miếng vải cá mà thôi không thể có cung cấp bất kỳ thông tin có giá trị nào cả tuy nhiên vì miêu lại coi nó như một bảo bối điều này thực sự quá buồn cười ngay sau đó mọi người cùng nhau bước ra khỏi cánh đồng ngô đi đến bên ngoài khu vực phong tỏa mà ở cách đó không xa có một bóng dáng xinh đẹp đang đợi ở đó không ai khác đó chính là tống thiến vừa rồi rời đi thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của hàn tiêu tiêu cùng hắc la lập tức trở nên lạnh lẽo anh diệp mọi người điều tra xong rồi sao tống thiến nhìn thấy đám người diệp thu đi ra mỉm cười chào hỏi ừ cô vẫn chưa đi sao diệp thu gật đầu cười nói chưa đâu không phải đã nói đợi anh sao tôi hoàn toàn nói thật với anh mà tống thiến hé môi cười nói được rồi diệp thu gật đầu nhìn đồng hồ sau đó có chút ngượng ngùng nói cái đó Chúng tôi còn có việc gấp, phải nhanh chóng trở về. Cô tới đây bằng cách nào? Có cần chúng tôi đưa một đoạn đường không? Tuy nhiên, Diệp Thu không nói lời này thì không sao. Nói lời này xong, ánh mắt của Hàn Tiêu Tiêu cùng Hắc La gần như muốn ăn thịt người. Diệp Thu chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Không cần phiền phức như vậy, tôi lái xe tới. Tống Thiến lắc đầu, chỉ vào một chiếc xe ô tô màu trắng cách đó không xa cười nói, nếu anh Diệp còn có việc gấp vậy thì các anh cứ trở về trước đi. Tôi tin nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhau thôi. Được rồi, vậy thì tạm biệt trước, hẹn gặp lại sau. Diệp Thu gật đầu, sau đó trực tiếp cùng mọi người rời đi. Tống Thiến nhìn theo bóng lưng Diệp Thu, mỉm cười lắc đầu, xoay người đi về phía xe của mình. Mà nhóm người Diệp Thu sau khi trở lại chỗ đậu xe, vẫn dựa theo sắp xếp lúc đầu. Hàn Tiêu Tiêu, Hắc La, Diệp Thu một xe. Ba người của tiểu đội thiên võng một xe. Sau khi ngồi lên xe, Diệp Thu nhìn Hàn Tiêu Tiêu đang ngồi ghế lái, nói, lái xe đi. Nhưng mà, Hàn Tiêu Tiêu lại quay đầu chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, Diệp Thu, có phải anh đặc biệt muốn đi chung xe với người phụ nữ kia không? Nếu anh thật sự muốn, vậy thì bây giờ anh xuống tìm cô ta ngay đi, vừa vặn hai người ngồi một xe, cô nam quả nữ, có làm cái gì cũng không ai biết đâu. Hừ, anh Diệp Thu thật sự quá mê gái, chẳng lẽ em cùng chị Tiêu Tiêu không thể thỏa mãn được anh sao?" Hắc la hừ một tiếng, chu cái miệng nhỏ, mặt cũng đầy ghen tức hỏi. "Tôi?" Diệp Thu nhất thời không nói nên lời, trên trán hiện đầy vạch đen, chỉ có thể giải thích chuyện này rốt cuộc là thế nào đây. "Tôi vừa rồi chỉ khách khí chút thôi mà, chẳng lẽ các cô nghe không hiểu sao?" "Nghe không hiểu?" Hai người phụ nữ đồng thanh nói. "Được rồi, được rồi." là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, hai đại tiểu thư à, trước mắt chúng ta đừng giận dỗi làm gì, chuyện chính vẫn quan trọng hơn. Nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ sát nhân thì sẽ lại là một sinh mạng khác đấy." Diệp Thu mặt đầy bất đắc dĩ nói. Nghe thấy lời của Diệp Thu, sắc mặt của Hàn Tiêu Tiêu chợt thay đổi, bởi vì cô ta cũng biết rằng, bây giờ hung thủ có thể ra tay với mục tiêu tiếp theo bất cứ lúc nào. Cho nên trước mắt phải đuổi theo hung thủ mới có thể tìm ra manh mối được. Nghĩ đến đây, Hàn Tiêu Tiêu lạnh lùng chừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó nhanh chóng khởi động xe. Tuy nhiên, ngay lúc cô ta chuẩn bị lái xe đi, cửa sổ bên cạnh của ô tô bị người ta gõ từ bên ngoài. Hàn Tiêu Tiêu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn. Nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu bỗng nhiên trở nên lạnh hơn. Bởi vì người gõ cửa xe, chính là Tống Thiến. Hàn Tiêu Tiêu trực tiếp ấn nút mở cửa sổ xe, nhìn Tống Thiến, lạnh như băng hỏi có chuyện gì không chúng tôi còn có việc gấp cần nhanh chóng quay về làm nếu không có chuyện gì xin tránh ra cái đó tống thiến khẽ cắn đôi môi đỏ mọng do dự một chút hơi ngượng ngùng nói xe của tôi bị hỏng dù làm thế nào cũng không thể khởi động được cô có thể cho tôi đi nhờ một chuyến được không ở đây không dễ bắt taxi lắm không thể xe của chúng tôi chật rồi hàn tiêu tiêu không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt hử Tống Thiến hơi sừng sốt, vẻ mặt trở nên có chút kỳ quái. Bởi vì cho dù đứng ở ngoài xe, cô ta cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trên xe của Hàn Tiêu Tiêu tổng cộng chỉ có ba người. Hàng ghế sau chỉ có Hắc La đang ngồi. Hai người ngồi nữa cũng không có vấn đề gì. Vậy sao có thể nói là chật rồi chứ? Mà ngay lúc này, Hắc La cũng mở miệng nói, hàng sau không có chỗ trống đâu, lát nữa tôi muốn nằm ngủ, cho nên hàng ghế sau là của tôi rồi. Chương 327, cảnh báo nguy hiểm. Diệp Thu ở bên cạnh thấy vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Chuyện này anh muốn quản cũng không tiện, bất kể thế làm thế nào cũng rất khó xử. Nhưng dù sao Tống Thiến cũng là người mà anh quen biết, anh thật sự không thể để lại Tống Thiến ở đây được. Nghĩ đến đây, Diệp Thu nhìn Hàn Tiêu Tiêu, định thương lượng, "Khụ, tôi nói này cảnh sát Hàn, nếu không, cứ để cô ấy lên đây đi." bỏ lại một mình cô ấy ở nơi này thì không ai có thể giúp được cô ấy cả chuyện này cũng không tốt đâu cô thấy có đúng không sao vậy anh đau lòng à hàn tiêu tiêu quay sang liếc nhìn diệp thu lạnh lùng hỏi cái gì vậy tôi chỉ nói là chúng ta phải biết giúp đỡ người khác làm niềm vui đúng không huống chi cô còn là một cảnh sát cũng không thể trơ mắt mặc kệ người đang cần giúp đỡ chứ diệp thu bất lực nói anh chính là muốn ngồi chung xe với cô ấy hàn tiêu tiêu lạnh lùng nói tôi thực sự không có tôi thề diệp thu cười khổ giải thích bây giờ anh phát hiện ra nói đạo lý với phụ nữ thật sự quá phí sức được rồi nếu anh nói như vậy để cho cô ta lên cũng không phải là không thể hàn tiêu tiêu suy nghĩ một chút lạnh như băng nói cảnh sát hàn tôi biết cô nhất định sẽ thấu tình đạt lý mà diệp thu tết miệng cười nói sau đó chuẩn bị vẫy tay với Tống Thiến, để Tống Thiến lên xe. Mà ngay tại thời điểm này, lại nghe thấy Hàn Tiêu Tiêu tiếp tục lạnh lẽo nói, nhưng mà, anh phải xuống xe đi cùng với đám người bạo long. Hử! Diệp Thu hơi sừng sốt, sau đó gật đầu, cực kỳ bất đắc dĩ nói, được rồi, tôi đi, như vậy được chứ. Em không đồng ý, em muốn ngồi cùng anh Diệp Thu. Hắc la vội vàng lắc đầu, hết sức không vui nói cô ngoan ngoãn ngồi ở đây cho tôi đừng làm loạn nữa nếu không tôi sẽ để cho cô rút lui khỏi đợt điều tra này diệp thu quay đầu lại trợn mắt nhìn hắc la nghiêm mặt nói vậy được rồi hắc la cực kỳ tủi thân bĩu môi đáng thương cúi đầu xuống thấy vậy diệp thu trực tiếp đẩy cửa xe xuống xe anh diệp phiền phức cho anh rồi tống thiên áy náy nhìn diệp thu nói không sao được rồi cô ngồi vào chỗ của tôi đi diệp thu mỉm cười nói ngay sau đó anh lập tức xoay người đi về phía xe của bạo long ở đằng sau đối với tâm trạng lúc này trong lòng anh dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ cuối cùng cũng thoát khỏi hắc la cùng hàn tiêu tiêu điều này khiến anh cảm thấy cực kỳ thoải mái nếu không dọc đường lại bị hai người phụ nữ này quấn lấy hỏi một vài vấn đề chết người nữa vậy thì chắc chắn diệp thu sẽ đau đầu mất nói đến đây anh thật sự nên cảm ơn tống thiến mới đúng may mà có tống thiến nên anh mới được giải thoát. Lòng đầy vui mừng mở cửa xe ra. Diệp Thu ngồi lên xe của Bạo Long. Thấy vậy, ba người trên xe đều sửng sốt. Anh Diệp, sao lại lên đây? Bạo Long thắc mắc hỏi. Ba người phụ nữ bọn họ ngồi một xe, tôi cảm thấy không thích hợp lắm nên đến đây tới tìm các anh. Diệp Thu cười giải thích. Được rồi. Bạo Long gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Nghe Diệp Thu nói xong, hai mắt phì miêu chợt sáng lên. Nhất là khi cậu ta nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Tống Thiến, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi, vội vàng nói, em thích hợp, em cảm thấy em thích hợp lắm, em ngồi trên chiếc xe đó rất thích hợp luôn. Vừa nói, phì miêu vừa định đẩy cửa xe ra. Tuy nhiên, Bạo Long đã đi trước một bước, khóa tất cả cửa xe lại. Phì miêu đẩy mấy lần, nhưng vẫn không mở cửa xe ra được, trong lòng cũng có chút nóng nảy, nhìn Bạo Long nói, lão đại, gì vậy, mau mở khóa cửa đi, em muốn đổi xe. Cậu biết điều ngồi xuống cho tôi, chuẩn bị đi nào. Bạo Long vừa nói vừa trực tiếp khởi động xe. Ôi không, em muốn đổi xe. Phi Miu không tình nguyện hét lên. Nhưng mà, Bạo Long hoàn toàn không quan tâm đến cậu ta, lái thẳng đi. Thấy vậy, Diệp Thu cùng Hồng Khổng Tước ở bên cạnh cũng lắc đầu bật cười. Không thể không nói. Anh chàng này, thật sự là một kẻ dở hơi bất kể tình huống nào cũng có thể mang lại bầy không khí buồn cười cả cứ như vậy một nhóm người hai chiếc xe bắt đầu hành trình trở về trung tâm thành phố giang châu dọc đường cũng không có chuyện gì xảy ra cả ngoại trừ việc phi miêu ở bên cạnh làm nhảm nói bạo long không để cho cậu ta ngồi chung xe với tống thiến còn nói bạo long làm cho cậu ta bỏ lỡ cơ hội có được tình yêu đích thực sau này sẽ không bao giờ có cơ hội quang minh chính đại tiếp xúc với tống thiến như vậy nữa đối với chuyện này bạo long đã sớm hình thành thói quen hoàn toàn phớt lờ đi hơn nửa chặng đường trở về trôi qua xem như yên ổn không có chuyện gì bất ngờ phát sinh mắt thấy phía trước là một đường hầm xuyên núi rất dài chỉ cần đi qua đường hầm này chạy về phía trước một khoảng nữa là có thể quay trở về giang châu rồi khi đến gần lối vào đường hầm xe trước mặt hàn tiêu tiêu đột nhiên chạy chậm lại thấy vậy bạo long tăng tốc đuổi theo đi song song xe của Hàn Tiêu Tiêu, hỏi Hàn Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện gì. Hàn Tiêu Tiêu nói với Bạo Long rằng ánh sáng trong đường hầm không đủ sáng, mà xe của cô ta lại bị Vương Chí Vĩ lúc nãy đâm hỏng đèn bên trái, chỉ còn lại một chiếc đèn pha thôi. Cho nên cô ta muốn Bạo Long lái xe phía trước dẫn đường, còn cô ta đi sau. Như vậy cũng có thể giảm thiểu tai nạn xảy ra. Thấy vậy, Bạo Long đương nhiên không từ chối, trực tiếp tăng tốc dẫn đường đi về phía trước xe của Hàn Tiêu Tiêu cách sau xe Bạo Long khoảng 30 mét. Cứ như vậy, thật sự an toàn hơn không ít. Chỉ là, xe mới vừa vào đường hầm. Ánh sáng đột một tối đi. Hai đôi chân mày của Diệp Thu trong nháy mắt nhíu chặt lại với nhau. Bởi vì lúc này trong đầu anh xuất hiện một loại dự cảm bất thường. Đây là lời cảnh báo nguy hiểm, nhiều năm qua anh đã trau rồi được trên chiến trường. Một khi nguy hiểm ập đến, anh sẽ có loại cảnh giác này mà giờ phút này, trong đầu anh hiện lên cảnh báo nguy hiểm như vậy. Điều này làm cho sắc mặt của Diệp Thu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Có vẻ như trong đường hầm có thể không còn yên ổn nữa. Nghĩ vậy, Diệp Thu vội vàng nhìn đám người bạo long nhắc nhở, chú ý an toàn, trong hầm có thể xảy ra tình huống nào đó. Nghe thấy lời của Diệp Thu, bạo long, hồng khổng tước vốn đang thư giãn, cùng với phỉ miêu đang không ngừng làm nhảm lập tức trở nên nghiêm túc cảnh giác. Bởi vì bọn họ cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của Diệp Thu. Ngay sau đó, Diệp Thu lại gọi điện thoại cho Hàn Tiêu Tiêu ở phía sau. Qua thật lâu, điện thoại mới kết nối được. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Tiêu Tiêu từ bên trong truyền ra, "Sao vậy?" Chương 328, Điều Kinh Hãi trong đường hầm nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Diệp Thu. Hàn Tiêu Tiêu cũng biết Diệp Thu đang rất nghiêm túc, nhưng trong lòng cô ta vẫn có chút không thoải mái, tức giận nói, "Được rồi, tôi biết rồi anh cứ yên tâm tôi nhất định sẽ đưa phóng viên tống của anh an toàn trở về giang châu anh không cần phải lo lắng chuyện đó nói xong hàn tiêu tiêu trực tiếp cúp điện thoại nghe âm thanh ngắt kết nối phát ra từ điện thoại diệp thu cũng sửng sốt sau đó lắc đầu cười khổ người phụ nữ này rốt cuộc đang thái độ với anh cái gì chứ thật là không hiểu nổi ngay sau đó diệp thu cũng lười nói lại dù sao bây giờ xe của anh cũng đang đi trước cho dù có gặp nguy hiểm thì cũng là chiếc xe anh ngồi gặp nguy hiểm trước hàn tiêu tiêu đi theo phía sau cũng an toàn hơn nhiều cho nên không cần quá lo lắng cứ như vậy bạo long lập tức giảm tốc độ xe chậm lại thận trọng đi về phía trước đề phòng nguy hiểm xảy ra vào giờ phút này thần kinh của mọi người trên xe đều căng thẳng tuy nhiên thấy đã đi được một nửa đường hầm mà vẫn không có chuyện gì xảy ra Điều này làm cho Diệp Thu nhíu mày lại. Anh Diệp, cảm giác của anh có phải sai rồi không? Phì Miêu nhìn Diệp Thu, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi. Không thể nào. Diệp Thu lắc đầu nói một cách chắc chắn, đường hầm này nhất định có vấn đề. Đùa gì thế? Lời cảnh báo về sự nguy hiểm của anh được trao rồi thông qua những trận sinh tử hết lần này đến lần khác mới đào tạo ra được. Làm thế nào có thể sai lầm được chứ? Cho dù mắt không thấy tai không nghe được. Diệp Thu cũng không tin cảm giác của anh sẽ xảy ra sai sót. Về mặt này, anh rất tự tin. Mà Phi Miêu thấy Diệp Thu nói như vậy, tự nhiên cũng khó có thể nói gì nữa. Cứ như vậy, một đường cẩn thận đi về phía trước. Mắt thấy phía trước đã có ánh sáng. Lối ra ở ngay phía trước. Nhưng vẫn không có gì xảy ra. Ngay cả Bạo Long đang lái xe lúc này cũng có chút lẩm bẩm. Nhưng mà anh ta cũng không dám thả lỏng một chút nào từ sau cuộc so tài, anh ta đã biết Diệp Thu là người không đơn giản. Những gì Diệp Thu nói nhất định có đạo lý. Cho nên Bạo Long không dám bất cẩn, tiếp tục cẩn thận lái xe đi tới trước. Chẳng bao lâu sau, đường hầm đã đến cuối. Bạo Long lái xe dẫn trước đi ra khỏi đường hầm. Nhưng điều kỳ lạ là, không có gì bất ngờ xảy ra cả. Giờ khắc này, ba người Bạo Long bắt đầu hoài nghi lời của Diệp Thu nói. Mà Diệp Thu vẫn nhíu mày thật chặt không lên tiếng. Cứ như vậy, Bạo Long lái xe đi về phía trước khoảng chừng 10 mét, thấy không còn chuyện gì cả, định hỏi Diệp Thu có phải cảm giác của anh sai rồi không. Thì ngay tại thời điểm này, sắc mặt Diệp Thu đột nhiên thay đổi, hô lớn, "Không xong rồi." Diệp Thu vừa dứt lời. Ầm, um, đột nhiên có một tiếng nổ thật lớn trên đầu mọi người. Ngay sau đó, một tảng đá khổng lồ có đường kính 3 mét bất ngờ lăn xuống từ sườn đồi phía trên cửa hầm. Tảng đá lăn xuống với tốc độ tương đối nhanh, hầu hết mọi người không thể phản ứng kịp. Cuối cùng, chỉ nghe, âm, một tiếng vang thật lớn. Tảng đá lớn đập mạnh xuống con đường bên dưới. Hơn nữa vô cùng không khéo chính là. Vị trí tảng đá rơi xuống, chính xác là lối vào của đường hầm. Vừa vặn chặn miệng hầm lại. Mặc dù cửa hầm không phải hoàn toàn lấp kín, Hai bên vẫn có thể đi bộ qua được. Nhưng rõ ràng xe không thể ra hoặc vào được. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt của đám người bạo long đã đi ra ngoài lập tức thay đổi. Nếu tốc độ xe vừa rồi của bọn họ chậm hơn một chút thôi, thì nói không chừng đã bị tảng đá kia đập cả người và xe thành nhân bánh rồi. Chuyện này làm cho tất cả bọn họ có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Trời đất ơi, loại tình huống gì thế này? Một tảng đá lớn như vậy ở đâu ra chứ? Phì miêu dám mắt nhìn chầm chầm vào tảng đá lớn kia, mặt đầy khiếp sợ hô lên. Chết rồi, Hắc La cùng nhóm người cảnh sát hàn còn ở xe phía sau, các cô ấy không sao chứ. Hồng không tước mặt đầy lo lắng hỏi. Lời này vừa nói ra. Nhóm người bọn họ bất giác bắt đầu lo lắng cho nhóm người hàn tiêu tiêu. Diệp Thu nhìn tảng đá kia, nhíu mày suy nghĩ vài giây. Khoảnh khắc tiếp theo, dường như anh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, trong chốc lát anh không quan tâm được nhiều như vậy nhanh chóng đẩy cửa xe ra nhảy xuống chạy về phía tảng đá lớn kia anh diệp bạo long phản ứng rất nhanh vội vàng đi theo sau phì miêu cùng hồng khổng tước cũng theo sát phía sau một nhóm bốn người lấy tốc độ cực nhanh vào tới trước tảng đá lớn sau đó đi vòng qua hai bên thông qua hai khe hở bên cạnh chui vào đường hầm mà giờ phút này bên trong đường hầm vẫn tối đen như mực thật may mắn là khi tảng đá rơi xuống, không có chiếc xe nào nào bị va chạm cả. Dù gì thời điểm này cũng không phải là giờ cao điểm của đoạn đường này, cho nên không có xe cộ lui tới. Thấy vậy, cả ba người của Bạo Long thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, tốt rồi, may mà không bị đụng trúng xe, nhóm Hắc La chắc là không sao đâu. Vì Miêu vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây thật sự là trong cái rủi có cái may. Không không tước cũng yên tâm. Nhưng mà diệp thu nhíu mày thật chặt lại sắc mặt nghiêm trọng nói e rằng mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ hử ba người bạo long đều sửng sốt trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc các anh chắc sẽ không nghĩ rằng đây chỉ là một tai nạn đấy chứ diệp thu cau mày nói chẳng lẽ không đúng sao Phì miêu nghi ngờ hỏi nếu là tai nạn bất ngờ vậy xe của hàn tiêu tiêu thì sao nên biết rằng vừa rồi lúc ở trong đường hầm xe của cô ấy chỉ cách xe chúng ta chưa tới 50 mét, chắc chắn đã lái đến chỗ này rồi, nhưng các anh đã nhìn thấy xe của cô ấy chưa? Sắc mặt Diệp Thu nghiêm trọng nói. Nghe thấy lời của Diệp Thu. Cả ba người bạo long đều sửng sốt, sau đó rồi giết nhìn vào trong đường hầm. Nhưng mà, sau khi quan sát xung quanh, Bọn họ lại không nhìn thấy chiếc BMW X5 của Hàn Tiêu Tiêu. Mặc dù ánh sáng trong đường hầm rất tối, nhưng BMW X5 của Hàn Tiêu Tiêu màu trắng, đầu xe rõ ràng bị hư hỏng, nếu ở chỗ này vẫn có thể dễ dàng nhìn ra. Nhưng bọn họ tìm rất lâu vẫn không phát hiện thấy xe của Hàn Tiêu Tiêu. Điều này làm cho sắc mặt của ba người bọn họ đột nhiên trở nên khó coi. Anh Diệp, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ có người muốn hại cảnh sát Hàn? Bạo Long cau mày hỏi. Hiện tại tôi không có cách nào chắc chắn được chúng ta đi tới trước tìm thử xem đoán chừng có thể tìm được xe của hàn tiêu tiêu nhưng nếu như tôi đoán không sai bây giờ chắc hẳn các cô ấy đã bị bắt đi rồi diệp thu lắc đầu nghiêm túc nói ngay sau đó anh chạy thẳng theo dọc đường hầm thấy vậy cả ba người của bảo long cũng nhanh chóng theo sát phía sau không có cách nào khác cả lối vào đường hầm bị chặn lại xe không có cách nào vào được cho nên bọn họ chỉ có thể chạy bằng chân cứ chạy trong đường hầm như vậy khoảng chừng 5 phút. Cả bốn người cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc BMW X5 màu trắng của Hàn Tiêu Tiêu. Chỉ là, chương 329, có khả năng là hung thủ điều tồi tệ nhất đã thực sự xảy ra. Thật ra thì, khoảnh khắc khi nhìn thấy tảng đá rơi xuống chắn lối ra vào của đường hầm, Diệp Thu đã đoán được điều này. Tại sao tảng đá kia không sớm hay muộn rơi xuống? mà lại cứ cố ý đợi xe của bọn họ ra khỏi đường hầm rồi mới lăn xuống cơ chứ. Hơn nữa, trước khi tảng đá rơi xuống, có một tiếng nổ lớn. Điều này cho thấy rõ, tảng đá lớn kia chắc chắn không phải tự nhiên ở trên núi lăn xuống. Rõ ràng là có ai đó đã chuẩn bị trước thuốc nổ, sau đó kích nổ để tảng đá lăn xuống. Hiển nhiên, tất cả những điều này đã có người lên kế hoạch từ trước. Về phần mục đích rất có thể là muốn đưa ba cô gái Hàn Tiêu Tiêu, Hắc La cùng Tống Thiến đi. Mục tiêu là phụ nữ, chẳng lẽ chính là hung thủ của vụ giết người hàng loạt này? Không được, nếu đó là kẻ sát nhân, làm sao anh ta lại có thể để mắt tới ba người Hàn Tiêu Tiêu được chứ? Dù sao Hàn Tiêu Tiêu cùng Hắc La chỉ mới tham gia vào vụ án này ngày hôm qua. Cho dù hung thủ có thần thông quảng đại đến mấy, cũng không thể chỉ mới vừa nhắm vào hai người phụ nữ này hôm qua được, sau đó lập tức sắp xếp kế hoạch bắt người tốt như vậy được chứ. Cả tảng đá lớn kia nữa, không phải chỉ ngày một ngày hai, thần không biết quỷ không hay mà lên trên ngọn núi này sắp đặt được. Huống chi, sáng nay Diệp Thu mới đưa ra quyết định tới thôn Vương Gia. Hung thủ càng không thể nào biết trước mà mai phục trên con đường này được. Cho dù có là nội gián trong cục cảnh sát thông báo cho anh ta đi nữa, anh ta cũng không thể nhanh như vậy được. Cho nên có thể nói, mục tiêu của hung thủ về cơ bản có thể loại trừ hàn tiêu tiêu cùng hắc la như vậy chỉ còn lại một người đó chính là tống thiến nói không chừng hung thủ đã sớm bắt gặp tống thiến qua các nguồn tin khác biết được tống thiến hôm nay đến hiện trường vứt xác ở thôn vương gia để chụp hình cho nên anh ta đã thực hiện một cuộc phục kích trên con đường này trước về phần hàn tiêu tiêu cùng hắc la hoàn toàn đều là bởi vì bọn họ đi chung xe với tống thiến nên hung thủ mới thuận tay bắt đi luôn mà thôi dù sao hung thủ cũng đã liên tiếp sát hại 8 người mà không để lại bất kỳ manh mối nào cho cảnh sát cả. Tên hung thủ này cực kỳ thận trọng, đương nhiên anh ta sẽ không để cho những người bắt gặp mình an ổn rời đi. Nghĩ đến đây, Diệp Thu hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn ba người Bạo Long, đại khái nói ra suy đoán của mình một lần cho ba người bọn họ. Nghe xong lời Diệp Thu nói, sắc mặt của ba người bọn họ thay đổi trong nháy mắt. Nên biết rằng đó chính là một tên sát nhân biến thái đã liên tiếp giết hại tám phụ nữ hơn nữa thủ pháp giết người chính là rút sạch máu của một người đang sống sờ sờ ba cô gái nhóm hát la rơi vào tay anh ta vậy có thể không sao ư anh diệp chúng ta phải làm gì bây giờ phải mau tìm cách cứu các cô ấy thôi nếu không tính mạng của bọn họ sẽ thật sự gặp nguy hiểm bạo long nhìn diệp thu sắc mặt khó coi hỏi phi miêu cùng hồng khổng tước cũng lần lượt nhìn về phía diệp thu chờ Diệp Thu ra chỉ thị. Diệp Thu cau mày suy nghĩ một chút rồi, nhàn nhạt, nhạt nói, lập tức trở về cục cảnh sát. Hả? Cả ba người đều sửng sốt. Anh Diệp, dựa theo lời anh nói, cảnh sát Hàn cùng Hắc La Hán đã bị tên hung thủ biến thái bắt đi. Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo, nếu không tính mạng của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Phì miêu mặt đầy lo lắng nói. Làm sao đuổi theo đây? Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, trong thời gian chúng ta chạy bộ tới đây đoán chừng bên kia cũng đã sớm im hơi lặng tiếng mang người đi rồi bây giờ đuổi theo cũng giống như bị một con ruồi bị mất phương hướng vậy chỉ lãng phí thời gian mà thôi diệp thu liếc nhìn phì miêu trầm giọng nói ừ anh diệp nói đúng chúng ta bây giờ phải quay lại cục cảnh sát càng sớm càng tốt điều tra tất cả các camera giám sát ở khu vực lân cận tìm thấy chiếc xe khả nghi tiến hành theo dõi bạo long gật đầu đồng ý nhưng mà trong khoảng thời gian này, liệu nhóm Hắc La có thể gặp nguy hiểm tính mạng không?" Hồng không tước mặt đầy lo lắng nói. "Mà đây cũng là vấn đề mà mọi người lo lắng nhất." Diệp Thu hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng nói, "Bây giờ, mọi chuyện tùy theo ý trời thôi. Chỉ mong rằng Hung thủ không phải là một kẻ hấp tấp." Loại chuyện này, cho dù là Diệp Thu cũng không dễ dàng phán đoán được. Dù sao đối với tính cách cùng thói quen giết người của Hung thủ, hoàn toàn không hiểu hung thủ thích bắt người trở về tra tấn rồi mới giết hay là bắt về rồi lập tức giết chết diệp thu không cách nào biết được chuyện này vì vậy anh chỉ có thể cầu nguyện rằng hung thủ không phải là một người nóng vội mà thôi nếu không ngay cả thần tiên cũng không thể cứu được ba người hàn tiêu tiêu được rồi mọi chuyện cứ làm theo lời của anh diệp chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa bạo long ra hiệu nói ngay lập tức cả bốn người lấy tốc độ nhanh nhất quay về xe, phóng xe về phía cục cảnh sát ở trung tâm thành phố. Còn về tảng đá lớn này, chắc rằng không bao lâu nữa, các ban ngành liên quan sẽ vào cuộc xử lý. Chuyện này ngược lại không làm cho đám người Diệp Thu lo lắng. Cục Cảnh sát thành phố Sau khi Diệp Thu cùng những người khác trở về, lập tức nói tình hình với Triệu Khôn Sơn. Sắc mặt của Triệu Khôn Sơn lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nên biết rằng, cha của Hàn Tiêu Tiêu, Hàn Vệ Quốc, là người đứng đầu thành phố Giang Châu. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, Triệu Khôn Sơn vội vàng phái người gửi toàn bộ camera giám sát ra vào đường hầm xuyên núi cho Diệp Thu phân tích. May mắn thay, chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây không lâu. Camera giám sát tương đối dễ tìm, chỉ cần đại khái xác định được khung thời gian đó, phân rõ từng khoảng một là được khoảng chừng 5 phút trôi qua. Ánh mắt của Diệp Thu bị một chiếc xe van màu xanh ra trời thu hút. Bởi vì Diệp Thu phân tích sơ lược, hung thủ chặn xe của Hàn Tiêu Tiêu lại, bắt đi ba người phụ nữ, sau đó lên xe rời khỏi đường hầm. Vậy nên quá trình này có thể mất ít nhất 5 phút. Mà trong phạm vi thời gian này, chiếc xe van màu xanh ra trời này là phù hợp nhất. Nó vừa lúc chạy ra khỏi đường hầm vào thời điểm đó. Đương nhiên, những chiếc xe trong khoảng thời gian này, Diệp Thu cũng không bỏ qua. Dù sao tốc độ của hung thủ có thể nhanh hoặc chậm hơn một chút, sẽ dẫn đến trước hoặc sau khoảng thời gian đó, điều này cũng có thể xảy ra. Cuối cùng, tổng cộng Diệp Thu xác định được tổng cộng 5 chiếc xe tình nghi. Triệu Khôn Sơn Nick thân gọi điện cho đội cảnh sát giao thông, phái người truy đuổi tung tích của 5 chiếc xe này. Suy cho cùng, chuyện này có liên quan đến an nguy của Hàn Tiêu Tiêu, con gái của Hàn Vệ Quốc nếu thật sự rơi vào tay tên sát nhân biến thái kia thì thật sự nguy hiểm. Không được phép chậm trễ. Do cục trưởng tự mình ra lệnh, bên dưới dùng tốc độ rất nhanh để hành động. Khoảng chừng một giờ sau, năm chiếc xe, trong đó bốn chiếc đã được tìm thấy. Chỉ có chiếc xe van màu xanh mà Diệp Thu xác định lúc đầu là đáng ngờ nhất. Tại một ngã tư, nó đã rẽ vào điểm mù của camera giám sát, sau đó biến mất không dấu vết, không cách nào theo dõi được cả. Cứ như vậy, về cơ bản đã có kết luận. Chiếc xe van màu lam kia chính là chiếc xe đã bắt ba người Hàn Tiêu Tiêu. Diệp tiên sinh, tiếp theo nên làm gì đây? chương 330, số đo ba vòng tôi cũng nhớ nên biết rằng. Hàn vệ quốc chỉ có một cô con gái bảo bối này thôi. Nếu có bất cứ chuyện không may gì xảy ra, sẽ gây ra đả kích lớn thế nào với hàn vệ quốc đây? Triệu Khôn Sơn không dám tưởng tượng cho nên hiện tại ông đặc biệt rất nóng lòng muốn cứu hàn tiêu tiêu ra cục trưởng triệu trước hết ông đừng kích động chiếc xe van màu xanh ra trời kia đã biến mất ở giao lộ ông đã phái người truy đuổi điều tra tung tích chưa diệp thu nhìn triệu khôn sơn hỏi đã phái người đi rồi nhưng mà ở giao lộ đó có rất nhiều đường tắt xung quanh lại thông đủ phía camera giám sát lại rất ít muốn truy tìm tung tích của một chiếc xe thật sự quá khó triệu khôn sơn cao mày vẻ mặt buồn bực nói. Tăng thêm lực lượng cảnh sát đi, để bọn họ có thể truy xét tất cả những con đường mà xe van kia có thể đi qua. Diệp Thu phân phó nói. Ngay sau đó, anh quay đầu nhìn về phía Phì Miêu hỏi, lúc trước vẫn chưa kịp hỏi cậu, cậu có thể ngửi được mùi đúng không? Không sai. Phì Miêu vội vàng gật đầu. Nếu như mùi hương này tồn tại ở đó trong vòng 2 giờ, chỉ còn lại một chút xíu, cậu có thể truy lùng theo đó được không? Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Chỉ cần nó không hoàn toàn biến mất, dù chỉ còn lưu lại một chút xíu, tôi cũng có thể lần theo dấu vết được. Vẻ mặt phì miêu đầy tự tin nói. Đây chính là thiên phú của cậu ta. Trên thực tế, từ nhỏ cậu ta đã tương đối nhạy cảm với mùi hương rồi. Nhất là sau khi mập lên, khứu giác của cậu ta còn trở nên nhạy bén hơn so với lúc trước nữa. So với cho cảnh sát còn tinh hơn. Đây cũng chính là vốn liếng để cậu ta kiêu ngạo tốt lắm, vậy chúng ta lập tức lên đường, đến giao lộ mà chiếc xe đã biến mất kia. Tiếp theo, có thể tìm được các cô gái nhóm Hắc La cùng cảnh sát Hàn hay không, xem như hoàn toàn dựa vào cậu. Diệp Thu hài lòng vỗ bả vai Phì Miêu, cười nói. Nghe thấy lời của Diệp Thu, Phì Miêu lập tức ưỡn ngực lên, sống lưng thẳng tắp. Mặc dù cậu ta nặng gần 200 cân, không còn eo nữa, đều là mỡ cả nhưng giờ phút này đừng hỏi dáng vẻ của cậu ta có bao nhiêu tự hào trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. được rồi anh Diệp anh chỉ cần nhìn thôi đã có tôi ra tay rồi chiếc xe van đó tuyệt đối không thể thoát được đâu. phi Miêu vỗ ngực lòng đầy tự tin đảm bảo ngay sau đó cậu ta không quên nhìn về phía Hồng khổng tước cười nói hắc hắc khổng tước chị luôn nói tôi ăn nhiều là một thùng cơm vô dụng bây giờ chính là lúc tôi đây trổ tài. bớt nói nhảm đi đợi cậu có thể thật sự tìm được nhóm người hắc la rồi hãy nói. Hồng khổng tước nước nhìn phì miêu, không vui nói. Chẳng phải chuẩn bị bắt tay vào làm đây sao, tiếp theo cứ nhìn tôi biểu diễn đi. Phì miêu tự tin nói. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Diệp thu khoát tay một cái, sau đó nhìn về phía bạo long. Phân phó nói, Bạo Long, anh mang theo phì miêu cùng hồng khổng tước lên đường trước. Còn anh thì sao? Bạo Long nghi ngờ hỏi tôi phải đi tìm vài người đến trợ giúp chúng ta, các anh cứ đi trước không cần đợi tôi, tôi sẽ lập tức đến sau, đến lúc đó chúng ta gặp nhau giao lộ. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, cười nói. Được. Bạo Long gật đầu, lập tức dẫn theo phì miêu cùng hồng khổng tước rời khỏi cục cảnh sát, đi thẳng đến giao lộ nơi chiếc xe màu xanh ra trời kia mất tích. Cục trưởng Triệu, làm phiền ông ngồi canh giữ ở cục cảnh sát, chỉ huy tình hình tổng thể. Diệp Thu quay đầu lại nhìn Triệu Khôn Sơn nói được rồi diệp tiên sinh cậu đi trước đi cảnh sát bên này tôi sẽ nhanh chóng xuất cảnh lực sớm nhất có thể sau đó sẽ phái người đến giao lộ để hỗ trợ các cậu tìm chiếc xe van kia triệu khôn sơn vội vàng nói được diệp thu gật đầu ngay sau đó rời khỏi đồn cảnh sát nhưng thay vì đi thẳng đến giao lộ kia anh về nhà trước một chuyến lái chiếc xe van của mình sau đó anh lại gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa làm xong những chuyện này Lúc này Diệp Thu mới lái xe van của mình chạy tới giao lộ mất dấu đó. Mặc dù Diệp Thu đã để ba người Bạo Long lên đường trước, nhưng thời điểm Diệp Thu đến đầu giao lộ, ba người bên Bạo Long cũng vừa mới đến. Dù sao với kỹ năng lái xe của Diệp Thu có sẵn, cho dù ba người Bạo Long đã đi trước được một lúc, anh vẫn có thể đuổi kịp bọn họ. Sau khi đậu xe, Diệp Thu cùng ba người Bạo Long đều xuống xe, đi đến ven đường. Đầu tiên Diệp Thu quan sát nhìn tình hình đường xá xung quanh giao lộ. Đúng như lời của Triệu Khôn Sơn đã nói lúc nãy, ở giao lộ này có đủ loại đường tắt thông bốn phía, đường xá tương đối phức tạp, rất khó để tiến hành theo dõi. Có vẻ như hung thủ để tránh bị truy đuổi nên đã lên kế hoạch từ trước, cố tình lái xe đến nơi này. Không thể không nói, đúng là cực kỳ lợi hại. Khó trách anh ta liên tiếp gây ra 8 vụ án, sát hại 8 nạn nhân mà vẫn không bị bắt cách thức phản trinh sát này thực sự rất mạnh ngay cả cựu huấn luyện viên bạo long của lang nhã sau khi nhìn thấy cũng bất giác lắc đầu cậu còn nhớ mùi trên người hắc la không diệp thu quay đầu lại nhìn phì miêu hỏi mùi trên người của hắc la cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ cũng không sử dụng nước hoa có thể có mùi gì chứ phì miêu cười khổ nói nghe vậy diệp thu cũng hơi suy tư quả thật đúng như vậy về phần hàn tiêu tiêu vậy càng không phải nói tới cô ấy nhất định không dùng nước hoa mà trong ba người phụ nữ người duy nhất sử dụng nước hoa có lẽ là tống thiến bởi vì diệp thu đã từng tiếp xúc ở khoảng cách gần với cô ấy trên người cô ấy có mùi nước hoa rất dễ ngửi chỉ là không biết phi miêu có còn nhớ hay không nghĩ tới đây diệp thu chỉ có thể quyết định thử vận may một chút lập tức nhìn phi miêu hỏi còn phóng viên tống thì sao tôi nhớ cô ấy hình như có xịt nước hoa cậu có nhớ mùi kia không? Làm sao cậu ta có thể nhớ được chứ? Phóng viên tống người ta còn phớt lờ cậu ta, căn bản không cho cậu ta cơ hội đến gần cơ mà. Hồng không tước nước nhìn phì miêu, châm biếm diễu cợt đáp. Nhưng mà lần này, khóe miệng phì miêu cong lên một nụ cười tự tin, sanen cô cô đấy nhé. Hử, mọi người đều sửng sốt một thoáng. Có ý gì thế? Bạo Long nhìn phì miêu, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nhãn hiệu của nước hoa. Phì Miêu tét miệng cười nói. Ý cậu là, loại nước hoa này được dùng trên người phóng viên tống sao? Diệp Thu hít mắt lại, nghi ngờ hỏi. Không sai, tôi có thể chắc chắn, đó chính là nước hoa này. Phì Miêu hết sức tự tin nói. Làm sao có thể chứ? Cậu chỉ mới gặp phóng viên tống có một lần thôi, ngay cả tiếp xúc ở khoảng cách gần cũng không có, vậy mà cậu có thể biết được nhãn hiệu nước hoa trên người cô ấy sao? Có chút khoa trương quá không đấy? Hồng không Tước nhìn Phì Miêu, có chút nghi hoặc không dám tin tưởng hỏi. Ngày đầu tiên chị biết tôi à, trong chu vi 300 mét, làm gì có thứ có thể thoát khỏi mũi tôi được chứ? Tin tôi đi, chính xác như vậy đấy. Thậm chí tôi còn nhớ rõ số đo ba vòng của phóng viên tống nữa cơ. Tất nhiên, cái này là dựa vào việc quan sát bằng mắt, hắc hắc. Phì miêu tuyết miệng cười, mặt đầy thô bỉ nói. Nghe thấy lời này, Diệp Thu nhất thời cũng cạn lời. Phì miêu này, quả nhiên nghiêm túc chẳng được bao lâu liền bắt đầu dung tục rồi. Được rồi, nếu phỉ miêu đã nhớ được mùi nước hoa trên người của phóng viên tống vậy thì hãy lấy đây làm điểm đột phá, bắt đầu đi tìm thôi. Bạo Long nhanh chóng ngắt lời của phỉ miêu cùng hồng khổng tước. Audio điện tử võ tấn bền chương 331, thái độ tồi tệ ngay sau đó. Bốn người diệp thu không tách nhau ra nữa, cùng ngồi chung trên một chiếc xe, do phỉ miêu dẫn đường, tiếp tục đi về phía trước mỗi lần xe đến một ngã rẽ bạo long sẽ dừng xe lại để phi miêu phân biệt được mùi thơm sau đó tiếp tục lái xe dựa theo phương hướng phi miêu nói không thể không nói khứu giác của phi miêu thật sự quá đỉnh cậu ta thật sự có thể ngửi thấy mùi nước hoa còn lưu lại trong không khí về điểm này cho dù là diệp thu cũng cảm thấy hâm mộ không có cách nào khác cả có một số thứ là thiên phú bẩm sinh cho dù có cố gắng đến đâu cũng vô dụng thôi. Cứ như vậy, dưới sự dẫn đường của phì miêu, cả nhóm tiến vào một khu phố cũ của Giang Châu, dừng trước một khách sạn có tên là Bốn Mùa Xanh Thẳng. Chắc chắn là nơi này sao? Diệp Thu hơi nhíu mày lại, liếc mắt nhìn cái khách sạn nhỏ có vẻ cũ nát này, nghi ngờ hỏi. Chính là chỗ này, khứ giác của tôi không thể sai được, mùi nước hoa trên người của phóng viên Tống đã biến mất ở đây. Phì Miêu gật đầu, vô cùng khẳng định nói. Diệp Thu suy tư một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra phát định vị trên WeChat, nhàn nhạt nói, nếu đã như vậy thì tất cả xuống xe thôi. Ngay lập tức nhóm người bọn họ xuống xe, đi vào khách sạn này. Nói là khách sạn, nhưng thật ra lại gần giống như một nhà trọ nhỏ. Khung cảnh rất đơn sơ. Ở quầy lễ tân có một người đàn ông đeo kính, mặc áo ngắn tay màu trắng. Bên cạnh còn có hai người phụ nữ trang điểm rất đậm. Cả ba đang trò chuyện vui vẻ. Vừa cười vừa nói, người đàn ông đeo kính đang định làm gì đó với hai người phụ nữ kia. Mà ngay lúc này, Diệp Thu cùng ba người nhóm Bạo Long bước vào. "Ôi chao, có người đến." Hai người phụ nữ kia vội vàng đánh vào bàn tay hư hỏng của người đàn ông đeo kính. Sắc mặt của người đàn ông đeo kính nhất thời biến đổi, cực kỳ khó chịu đứng lên, liếc nhìn đám người Diệp Thu rồi hỏi với một thái độ cực kỳ tồi tệ, "Chuyện gì?" muốn đặt phòng luôn hay là thuê phòng theo giờ lấy thẻ căn cước ra ông chủ các ông có ở đây không diệp thu nhẹ giọng hỏi ông đây chính là ông chủ anh đang tìm tôi có chuyện gì sao người đàn ông đeo kính liếc nhìn diệp thu cực kỳ phách lối hỏi có thể cho chúng tôi xem camera giám sát nơi này của các ông được không diệp thu khá lịch sự hỏi các anh không phải đến thuê phòng vậy thì ở đây nói nhảm với tôi làm cái gì nhanh đi ra ngoài mau thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà còn đòi xem camera giám sát của chúng tôi nữa chứ cũng không tự nhìn thử xem mình là thứ gì coi mình là cảnh sát sao mau cút ngay người đàn ông đeo kính nghe thấy Diệp Thu cùng những người khác không phải đến thuê phòng thái độ lập tức trở nên cực kỳ kém hùng hùng hổ hổ nói nghe vậy Diệp Thu hơi nhướng mày lên mà phi Miêu cùng Hồng khổng tước ở sau lưng đều có tính tình nóng nảy vốn vì hắc la bị bắt nên bọn họ mới kiềm nén cơn giận trong bụng lại bây giờ ông chủ của khách sạn này còn nói những lời như vậy hai người họ nhất thời không nhịn được này sao ông lại nói chuyện như vậy hả chúng tôi đang muốn thương lượng với ông thái độ của ông là sao đây hả người như ông còn mở cửa làm ăn cái gì chứ Phi miêu bước tới trước trừng mắt nhìn ông chủ khách sạn tức giận hỏi cậu làm cái gì vậy ở chỗ của tôi mà phách lối cái gì nơi này ông đây mở nên thích thái độ thế đấy thì sao? Ngay cả khách sạn cũng ở không nổi thì cậu còn mong ông đây dùng thái độ gì đối xử với các cậu? Mau cút đi, đừng làm tôi khó chịu. Ông chủ khách sạn liếc nhìn phì miêu, cực kỳ ngạo mạn nói. Ông ta đã mở khách sạn ở gần đây hơn 10 năm rồi, là dân địa phương chính gốc, có nhiều mối quan hệ thân cận quanh khu phố này. Hai giới hắc bạch của nơi này ông ta quen biết cả chính vì sau lưng có người làm chỗ dựa cho nên ông ta nói năng cực kỳ ngang tàng không hề nể mặt ai cả ôi chao cái tính khí hung hăng này đây là lần đầu tiên anh phì thấy một người phách lối như vậy đấy đừng ngăn cản tôi hôm nay dù thế nào anh phì đây cũng sẽ dạy cho ông ta một bài học sắc mặt phì miêu xa sầm sắn tay áo định xông lên thấy vậy bạo long vội vàng đưa tay kéo phì miêu lại nếu để cho cậu ta động tay động chân thì chuyện hôm nay sẽ rất phức tạp À, dạy ông đây làm người sao? Chỉ dựa vào cậu, có bản lĩnh hôm nay cậu động thử để tôi xem thử nào, nếu ông đây để cho cậu đi ra khỏi đây, tôi liền mang họ của cậu đấy. Ông chủ khách sạn kia liếc nhìn phì miêu, mặt đầy khinh thường nói. Mẹ kiếp, buông em ra, em muốn cùng ông ta hơn thua. Phì miêu tức giận hét lên. Nhưng có bạo long kéo cậu ta, cho nên trong chốc lát cậu ta không thể thoát khỏi được. Diệp Thu hít sâu một hơi, kiên nhẫn nhìn ông chủ khách sạn nói, "Ông chủ, chúng tôi không có ý gì khác cả, chỉ muốn xem camera giám sát của ông thử thôi. Bởi vì vừa rồi chúng tôi đã làm mất đồ ở gần đây, cho nên muốn nhìn thử có phải bị rơi ở chỗ này không, mong ông xem xét tạo điều kiện." "Rơi đồ sao? Vậy cậu cứ đi tìm cảnh sát đi, tôi tạo điều kiện gì được cho các cậu? Chuyện này có liên quan gì đến ông đây không? Tôi vẫn là câu nói kia, muốn thuê phòng thì lấy thẻ căn cước ra, nếu không thì lập tức cút khỏi đây." muốn xem camera giám sát sao, không có cửa đâu. Ông chủ khách sạn liếc nhìn Diệp Thu, khinh thường nói. Nói như vậy nghĩa là, dù có làm thế nào cũng vô dụng sao. Diệp Thu hơi hít mắt lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Anh vốn muốn dùng cách thức giao tiếp thông thường để giải quyết vấn đề này. Nhưng anh chợt phát hiện ra, trên đời này không phải ai cũng có thể giao tiếp được, cũng không phải ai cũng có thể nói phải trái cả chuyện này làm cho Diệp Thu cũng cảm thấy mất kiên nhẫn rồi. Sao, còn muốn động thủ ở nơi này của ông à? Nhóc con, mày có tin hay không, chỉ cần hôm nay mày dám ở địa bàn của ông đây ngang ngược, ông đây nhất định sẽ kêu người ta đánh chết bọn mày. Cũng không nhìn thử ở đây là địa bàn của ai, thừa dịp bây giờ tâm trạng của ông đây tốt, mau cút ra ngoài cho ông, có lẽ còn có thể giữ được cái mạng đấy. Nếu không, đừng trách ông đây không khách khí. Ông chủ khách sạn cười khinh bỉ, cực kỳ ngung cuồng nói. Dâu muối gì cũng không chịu. Diệp Thu thất vọng lắc đầu, sau đó lùi lại hai bước, phất tay với Bạo Long. Bạo Long lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Thu, trực tiếp thả phì miêu ra. Ha ha ha, lần này không ai ngăn cản anh vì đây nữa rồi. Phì miêu mặt đầy hưng phấn xoay cổ tay, ngay sau đó nhìn về phía ông chủ khách sạn, nhếch mép nói, tên khốn, vừa rồi còn đe dọa ghê lắm cơ mà, để hôm nay anh phì đây xem thử ông rốt cuộc có thể đe dọa đến mức nào. Vừa dứt lời, phì miêu đã xài thẳng bước vọt đến trước quầy lễ tân. Đừng thấy dáng người mập mạp của phì miêu nặng gần 250 cân mà xem thường. Dù sao cậu ta cũng đã từng tập luyện, cơ thể hết sức nhanh nhẹn, tốc độ cũng tương đối nhanh. chương 332, ai cũng không thể cứu được bọn mày, bốp. Chỉ nghe thấy một tiếng tát thanh thúy vang lên, một cái tát này có thể xem như cực kỳ chất lượng hơn nữa bàn tay của phì miêu lại dày lớn như vậy cộng thêm sức lực đầy đủ giống như một cái chân gấu tát vào mặt của ông chủ khách sạn vậy gương mặt của ông chủ khách sạn lập tức sưng lên trên nửa khuôn mặt hiện lên một bàn tay đỏ như máu mà mắt kính của ông ta đã bị phì miêu tát bay ra ngoài một cái tát này làm cho hai mắt của ông chủ khách sạn thấy cả sao chăng đầu óc ong ong, giống như bị dội một phát đại bác vậy. Dù sao với vóc dáng nhỏ bé của ông ta cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công của phí miêu. Cứ như vậy, ước chừng sừng sốt tại chỗ hơn 10 giây. Ông chủ khách sạn cuối cùng cũng tỉnh hồn lại. Mà cặp mắt kia của ông ta giờ phút này đỏ ngầu, giống như muốn ăn thịt người vậy. Ông ta trợn mắt nhìn chằm chằm phí miêu, vô cùng tức giận gầm lên, mày dám đánh tao. Mày lại dám đánh tao sao? đánh ông thì thế nào hả? Hôm nay anh Phi đây sẽ xử lý cho cái miệng thúi của ông. Phi miêu cười lạnh nói. Tốt tốt lắm, tên mập chết bầm, có bản lĩnh thì mày đánh lại một cái nữa cho tao xem. Ông chủ khách sạn nghiến răng nghiến lợi, chừng mắt nhìn Phi miêu tức giận hét lên. Bốp, vừa dứt lời. Một cái tát vang dội lại kêu lên một lần nữa. Lần này, ông chủ khách sạn bị phì miêu tát đến nỗi xoay người tại chỗ, sau đó ngã khụy người xuống đất bởi vì giờ phút này ông ta đã bị đánh đến choáng váng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thậm chí còn không thể đứng vững tôi chưa từng thấy ai đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy vậy nên đương nhiên tôi phải cố gắng hết sức để thỏa mãn ông chứ phì miêu nhìn ông chủ khách sạn cười lạnh nói ngay sau đó cậu ta còn chưa đã thèm lắm nhấc chân đạp mạnh về phía ông chủ khách sạn trước mắt đừng đánh nữa diệp thu khoát tay phì miêu hơi ngừng lại quay đầu nhìn lại diệp thu nghi ngờ hỏi tại sao vậy tên khốn này vừa rồi mới xúc phạm anh như vậy nhất định phải để cho ông ta mở mang đầu óc một chút việc chính quan trọng hơn vẫn nên hỏi thử camera giám sát của ông ta ở đâu thôi diệp thu nhẹ giọng nói nghe thấy vậy phim Miêu cũng hơi sửng sốt ngay sau đó gật đầu lui ra ngoài mà lúc này ông chủ khách sạn cũng bịt mặt lại chóng mặt đứng dậy khỏi mặt đất diệp thu bước tới nhàn nhạt hỏi bây giờ có thể cho chúng tôi xem camera giám sát được chưa xem sao xem cái đầu mày khốn kiếp mày còn có cả tên mập chết tiệt kia nữa hôm nay bọn mày đừng hòng nghĩ đến việc ra khỏi đây còn dám đánh ông đây nữa chứ bọn mày có biết hậu quả của chuyện này nghiêm trọng thế nào không ông chủ khách sạn trợn mắt nhìn diệp thu một cách dữ tợn tức giận hét lên nghiêm trọng thế nào diệp thu đầy bông đùa hỏi vô cùng nghiêm trọng bọn mày cứ chờ cả đời này nằm trong bệnh viện đi, ông trời cũng không cứu được bọn mày đâu. Ông chủ khách sạn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ gầm lên. Dân địa phương như ông ta đã mở khách sạn này 10 năm, ỉ vào phía sau có chỗ dựa, nên mới cậy mạnh. Cho đến bây giờ đều là ông ta bắt nạt người khác, chứ chưa từng có ai dám khi dễ ông ta. Những người quanh đây đều biết rằng ông ta không hề dễ chọc. Nhưng hôm nay, ông ta lại bị người ta kích động tát vào mặt, hơn nữa còn là bạt tai chuyện này làm cho ông chủ khách sạn kia tức giận tới cực điểm nếu thủ này không báo vậy sau này ông ta làm gì còn mặt mũi để lăn lộn ở nơi này nghĩ tới đây sắc mặt ông chủ khách sạn chợt trầm xuống nghiến răng nghiến lợi trực tiếp cầm điện thoại trên quầy lễ tân bấm nhanh một số điện thoại nói với đầu dây bên kia alo là anh cương đấy sao có người gây chuyện trong khách sạn của em anh mau đưa người đến đây một chuyến càng nhiều người càng tốt, xong chuyện em mời anh ăn cơm. Sau khi cúp máy, ông chủ khách sạn trợn mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Thu cùng ba người tiểu đội thiên võ ở sau lưng, lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì đừng chạy, ai chạy đứa đó là kẻ hèn, hôm nay nếu tao không đánh chết bọn mày mà để cho bọn mày đi ra ngoài được thì ông đây không mang họ tạ. Mẹ kiếp, chờ đấy. Diệp Thu cười cười, không nói gì cả. Bởi vì anh biết, có vài người có thể nói lý, có thể hiểu nhưng có một số người, chỉ có thể dùng vũ lực mới có thể buộc người ta khuất phục. Không còn biện pháp nào khác cả, đối với những kẻ đê tiện như thế này, phải dạy dỗ nghiêm chỉnh thôi. Cứ như vậy, ước chừng khoảng 5 phút trôi qua. Hơn 20 người kéo đến bên ngoài khách sạn, đứng ở lối vào của khách sạn. Trong đó, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa, mang kính dâm, đeo dây chuyền vàng lớn trên cổ. Trong tay ông ta còn có hai quả hạch đào, từ từ bước tới, dáng vẻ vinh váo, thoạt nhìn trông không dễ trêu chọc. Người đàn ông trung niên yêu cầu người của mình đợi ngoài cửa, còn ông ta mở cửa kính, bước vào khách sạn. Anh Cương, ông chủ khách sạn nhìn thấy người đàn ông trung niên đi tới, vội vàng tới nghênh đón, trên mặt cười nịnh nọt. Mấy tên nhãi danh này gây chuyện đây sao? Một tay anh Cương cầm hạch đào, liếc mắt nhìn đám người Diệp Thu, mặt đầy khinh thường hỏi. Chính là bọn chúng, anh xem bọn họ đánh vào mặt em thế này đây này ông chủ khách sạn chỉ vào khuôn mặt đã xương tấy của mình mặt đầy oan ức nói anh cương nghe vậy tháo kính dâm xuống nhìn một cái sắc mặt lập tức trở nên u ám ôi trao trời đất ơi xuống tay ác như vậy luôn à đúng vậy anh cương cho nên hôm nay nói gì thì anh cũng phải giúp em dạy dỗ bọn chúng xong chuyện này em nhất định sẽ hầu tạ ông chủ khách sạn nghiến răng nghiến lợi nói yên tâm không thành vấn đề tôi đã mang theo hai mươi mấy người quét sạch bọn nhóc danh này dễ như chơi ấy mà anh cương xua tay nói với vẻ khinh thường ngay sau đó ông ta trực tiếp liếc mắt nhìn đám người diệp thu coi thường nói thế nào bọn mày không biết sống chết gì nhỉ đi ra ngoài với ông đây để so phải trái một chút đi chỗ này quá nhỏ không thể phát huy được có bản lĩnh thì đi ra ngoài với anh cương đi không phải vừa rồi phách lối lắm sao đừng sợ vậy chứ thứ cặn bã ông chủ khách sạn cũng nhìn về phía nhóm người Diệp Thu, mặt đầy ngông cuồng ẩm ý nói. Bây giờ người chống lưng của ông ta đã dẫn người tới, cho nên đương nhiên ông ta không còn hoảng sợ chút nào. Diệp Thu không nói gì, vẫy tay với ba người bạo long, trực tiếp đi ra ngoài khách sạn. Thấy vậy, khóe miệng của anh Cương cùng ông chủ khách sạn lé lên nụ cười diễu cợt. Trong mắt của hai người bọn họ, chuyện hay luôn có tại chùm Rawei, v chỉ cần đám người Diệp Thu bước ra khỏi cửa khách sạn. Điều chờ đợi bọn anh chính là một trận đòn ác liệt. Hôm nay sẽ tuyệt đối không dễ dàng đâu. Rất nhanh, Diệp Thu cùng ba người bạo Long đã bước ra ngoài, chương 333, suýt tè ra quần. Yên tâm, hôm nay bọn họ tuyệt đối không ai có thể rời đi được đâu. Anh Cương kia tuyết miệng cười đắc ý, sau đó trực tiếp xoay người quay sang đám người Diệp Thu ở trước mặt, biểu cảm đầy khinh thường hỏi bọn mày chính là những người gây chuyện trong khách sạn của ông chủ tạ đấy à trông cũng không khác gì so với người bình thường nhỉ cũng đâu phải nhiều hơn hai cái đầu là ai cho bọn mày dũng khí đấy thế thật đúng là muốn tìm chỗ chết hả chúng tôi vốn không muốn gây chuyện là ông ta không nói phải trái động thủ với ông ta cũng chỉ là dạy cho ông ta một bài học thôi diệp thu thản nhiên nói ôi trời đất ơi nhóc con mày nghĩ mày là ai vậy ông chủ tạ dựa vào cái gì mà phải nói phải trái với mày. Mày xứng sao, lại còn dám động tay động chân với ông chủ tạ nữa chứ, tao thấy mày chắc là ăn gan hùm mật gấu rồi. Mày có biết khách sạn này của ông chủ tạ là do tao bảo kê không? Bọn mày dám ra tay đánh ông ta, chính là đánh vào mặt tao đấy, biết chưa? Anh Cương kia trợn mắt hung tợn nhìn Diệp Thu, mặt đầy khinh thường nói. Ồ, vậy thì sao chứ? Diệp Thu nhàn nhạt nói. Vậy thì thế nào? ồ nhóc con mày cũng ghê gớm quá nhỏ dám nói với ông nội như vậy ở trên con đường này cậu thật đúng là người đầu tiên đấy mẹ kiếp mày không muốn sống nữa rồi đúng không anh cương kia cười lạnh tức giận chửi bới bốp một cái tát vang dội chợt vang lên ngay sau đó mọi người lập tức nhìn thấy một nửa bên mặt của anh cường nhất thời sưng lên trên đó được phủ bởi một bàn tay đỏ như máu anh cương vẫn còn đang choáng váng trước cái tát này Mọi người đều sửng sốt. Mà ngay lúc này, chỉ nghe Diệp Thu nhàn nhạt nói, "Đừng há mồm mở miệng ra nói về mẹ ông chứ, thật là bất hiếu." A, à, anh cương hoàn toàn phát điên lên. Ông ta nhiều năm ngang ngược ở nơi này, chưa từng có ai dám đánh ông ta cả. Ngay cả cha mẹ ruột của ông ta tới bây giờ cũng không dám đánh ông ta đâu, chỉ có ông ta đánh cha mẹ mình thôi. Nhưng hôm nay, ông ta lại bị Diệp Thu tát vào mặt chuyện này làm sao ông ta có thể chịu nổi trong lúc nhất thời anh cương như một ngọn núi lửa vậy phun trào ngay tại chỗ ông ta nhìn chầm chằm vào diệp thu giận dữ sống lên tên nhóc thối mày có biết con phố này là do ông đây định đoạt không còn dám ngang nhiên ở đây động tay động chân với ông nếu hôm nay ông đây không lột ra mày ông đây sẽ theo họ của mày nói xong anh cương trực tiếp lùi lại phía sau mấy bước ngoắc tay với đám thủ hạ chỉ vào diệp thu hung ác nói, đánh, đánh đến chết cho tôi, để cho nửa đời sau cậu ta phải ngồi xe lăn. Vâng, mấy tên thủ hạ kia nghe vậy, không nhiều lời, trực tiếp động thủ với Diệp Thu. Thấy vậy, Bảo Long và Hồng Khổng tước nhíu mày, đang muốn tiến lên bảo vệ Diệp Thu. Bíp bíp bíp, mà ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng còi. Điều này làm cho tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy. Mười mấy chiếc Audi A6L xếp thành hàng dài, dừng bên lề đường trước khách sạn. Đội hình Audi kia thật dài, đủ để làm chấn động. Mà tại thời điểm này, cửa của tất cả những chiếc Audi A6L kia đều mở ra. Lần lượt từng người đàn ông vạm vỡ trong bộ tây trang màu đen bước ra khỏi xe. Tổng cộng lại, ít nhất cũng đến 50 hoặc 60 người. Trong đó người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc quần áo tôn trung sơn, tóc rất ngắn người này bước trên đường vô cùng khí thế cả người tràn đầy khí phách của cấp trên nhìn thôi đã lập tức thấy là một người không tầm thường sau khi xuống xe người đàn ông trung niên kia mang theo một đám người cao to mặc âu phục trực tiếp đi về phía diệp thu bên này thấy vậy đám người anh cương đều sửng sốt mà ngay tại lúc này chỉ thấy người đàn ông trung niên đó chắp tay thành quyền hướng về phía diệp thu mặt đầy cung kính chào hỏi diệp tiên sinh chu thái đến báo danh người này không phải ai khác mà là chu thái vua của giang bắc lúc trước khi diệp thu lái xe về nhà anh đã gọi hai cuộc điện thoại trong đó có một cuộc cho ông ta ừ trước mắt cứ ở đó chờ một chút diệp thu nhẹ nhàng gật đầu nói vâng chu thái lập tức dẫn người đứng tại chỗ chờ chỉ thị tiếp theo của diệp thu nhìn thấy cảnh tượng này anh cương cùng ông chủ khách sạn nhìn nhau sắc mặt bỗng trở nên cực kỳ khó coi trong mắt đầy vẻ khiếp sợ rõ ràng, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Những người này lại do Diệp Thu gọi. Điều này thực sự quá khủng khiếp. Bởi vì chưa nói đến số lượng. Chỉ cần tùy tiện bốc đại vài người đàn ông cao to mặc vest đen đứng sau Chu Thái thôi cũng đã đủ để càn quét hết nhóm người anh cương rồi. Đầu tiên là về sức chiến đấu thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Huống chi, ước chừng có khoảng 50, 60 người ở chỗ này, con số gần như nhiều hơn gấp đôi so với số người của anh cương ở bên này. Lấy cái gì mà đánh đây? Dùng đầu để đánh sao? Bíp bíp bíp, lại là một loạt tiếng còi khác vang lên. Lần này, chạy tới là một chiếc xe thương vụ. Có khoảng 8 chiếc xe. Cửa xe mở ra, một đội vệ sĩ mặc đồ đen lực lưỡng bước ra khỏi xe. Số lượng người ít nhất cũng phải 50 người, mà người dẫn đầu cũng là một người đàn ông trung niên, mặc vest cao cấp đeo đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng. Tất cả trang phục trên cơ thể cực kỳ đắt đỏ, tối thiểu cũng đến mấy triệu tệ. Mà khí chất cả người cũng cực kỳ không tầm thường, không giàu thì sang. Dưới sự dẫn dắt của người đàn ông trung niên này, cả đoàn người hùng hổ đi tới trước mặt Diệp Thu. Người đàn ông trung niên kia đến đứng trước mặt Diệp Thu, đầu tiên vội vàng cúi đầu hành lễ, cung kính nói: "Diệp tiên sinh, tôi vừa nghe nói cậu có chuyện cần giúp nên lập tức đưa người chạy tới đây." hẳn là không đến muộn chứ mà người này không phải ai khác mà chính là chủ tịch của tập đoàn bất động sản viễn trí lưu viễn trí một cuộc điện thoại khác của diệp thu là gọi cho ông ấy sau khi nhận được cuộc gọi lưu viễn trí lập tức không nói hai lời vứt công việc trong tay ngay trực tiếp tự mình lái xe dẫn người chạy đến không muộn ông đứng ở bên cạnh đến một lát tí nữa đông đủ tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các ông diệp thu mỉm cười lắc đầu được lưu viễn trí gật đầu trực tiếp dẫn người bước sang một bên anh cương cùng ông chủ khách sạn nhìn thấy một màn này đã sợ hãi đến choáng váng rồi trời đất quỷ thần ơi sao lại gọi đến mấy chục người nữa vậy hai nhóm người cộng lại đã lên đến trên trăm người rồi đây là chuẩn bị làm gì vậy chẳng lẽ định phá rỡ toàn bộ khách sạn này sao trong lúc nhất thời anh cương và ông chủ khách sạn hoàn toàn không thể bình tĩnh được trên mặt hiện đầy vẻ kinh hoàng cơ thể không tự chủ được mà run lên tuy nhiên còn chưa đợi cả hai người bọn họ tiêu hóa hết tiếng còi xe lại vang lên lần này là xe cảnh sát ngay sau đó từng chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa khách sạn cửa xe mở ra mấy chục cảnh sát nhảy xuống xe dưới sự dẫn dắt của đại đội trưởng đội hình sự dương khải anh ta bước tới trước mặt diệp thu vô cùng kính cẩn hỏi diệp tiên sinh Chúng tôi là người do cục trưởng Triệu phái tới, anh có tra ra được đầu mối gì chưa? Chúng ta lập tức truy đuổi tung tích. Chờ một chút đã, bên này tôi còn có chuyện cần xử lý, sẽ sớm có đầu mối thôi. Chương 334, 100 cái. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, đây không phải là một cơn ác mộng đấy chứ? Còn có thể khoa trương hơn được nữa không? Cảnh sát đến cả rồi, hơn nữa còn lại là một tiểu đội. Thế này rốt cuộc là ai bao vây ai đây? Vào thời khắc này, gương mặt của anh Cương cùng ông chủ khách sạn muốn có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu, tái mét xanh lè. Vốn dĩ hơn 100 người đàn ông vạm vỡ vừa rồi đã đủ khiến họ cảm thấy tuyệt vọng rồi. Bây giờ lại thêm một nhóm cảnh sát thế này, con mẹ nó muốn là gì đây? Cho dù hai người bọn họ không sợ trời không sợ đất, nhưng ở trước mặt cảnh sát, bọn họ cũng chỉ là những em trai trong sáng mà thôi. Trong lúc nhất thời, anh Cương và ông chủ khách sạn bao gồm cả nhóm thủ hạ do anh Cương đưa đến, đã sợ hãi đến mức không dám động đậy, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, đừng hỏi có bao nhiêu hiền lành. Bộ dáng này so với dáng vẻ phách lối ngông cuồng của bọn họ lúc nãy, thật giống như hai người khác nhau. Mà ngay lúc này, Diệp Thu nghiêng đầu nhìn về phía anh Cương cùng ông chủ khách sạn kia, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Kiểu cười như vậy, thiếu chút nữa đã làm cho anh Cương cùng với ông chủ khách sạn sợ khóc thét lên nên biết rằng bây giờ bọn họ đang bị bao vây bởi hàng trăm người cùng mấy chục cảnh sát mà diệp thu tìm tới cả đoàn người vây quanh chỉ cần diệp thu ra lệnh hai mươi người bọn họ tuyệt đối xong đời cho nên giờ phút này diệp thu ở trong mắt của bọn họ giống như một ác ma vậy nụ cười này trong mắt họ đừng nhắc tới kinh khủng nhường nào mới vừa rồi ai muốn nói để cho tôi nửa đời sau nằm bệnh viện cả đời ấy nhỉ diệp thu quay đầu lại nhìn ông chủ khách sạn khóe miệng nở một nụ cười nghịch ngợm. Hả? Sắc mặt của ông chủ khách nhất thời biến đổi, cả người run rẩy, vội vàng nhìn về phía anh Cương ở bên cạnh, cầu cứu anh Cương. Anh Cương, anh có thể giúp. Tuy nhiên, lời của ông chủ khách sạn còn chưa nói hết. Bốp, chỉ nghe một âm thanh tát vào mặt vô cùng thanh thúy. Anh Cương tát mạnh vào mặt của ông chủ khách sạn, vô cùng tức giận mắng, con mẹ ông chứ anh Cương, tôi có quen với anh sao? Tôi cảnh cáo anh, có muốn tìm chỗ chết thì cũng đừng kéo tôi vào, biết chưa? Vào giờ khắc này, anh Cương thật sự muốn giết chết ông chủ khách sạn kia. Bởi nếu không phải nghe theo lời của ông chủ khách sạn, ông ta đã không đến nổi rơi vào tình cảnh lúng túng như bây giờ. Có thể nói rằng ông ta sắp bị ông chủ khách sạn kia hại chết mà. Sao cơ? Ông chủ khách sạn bị cái tát của anh Cương làm cho lờ mờ, anh ta sửng sốt tại chỗ và hỏi với vẻ mặt khó hiểu, anh Cương, sao anh lại đánh em? không phải anh đã nói chỉ cần mỗi tháng em đóng phí bảo kê cho anh thì anh sẽ bảo bọc em sao hơn nữa anh cũng có thể giải quyết mọi chuyện cho em tại sao bây giờ lại không giữ lời chứ để tôi giải quyết đống bùi nhùi của ông à tên họ tạ kia ông đúng là không biết sống chết gì chưa chọc phải một nhân vật không tầm thường như vậy mà bây giờ còn muốn ông đây giải quyết giúp ông sao nếu ông thật sự không muốn sống nữa rồi tôi đây cũng không níu kéo làm gì từ hôm nay trở đi Thỏa thuận trước đây của chúng ta hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ông đi xuống suối vàng của ông, còn tôi đây đi qua cầu độc mộc của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi không quen ông, không hề quen. Chuyện hôm nay ông muốn đi tìm ai thì tự tìm. Anh Cương Hung tận trợn mắt nhìn ông chủ khách sạn, vô cùng tức giận mắng. Ngay sau đó, ông ta vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, sắc mặt dường như đã thay đổi, lập tức bày ra bộ dạng nịnh hót, cười ngượng ngùng nói, Diệp Diệp tiên sinh đúng không? Hiểu lầm, đây thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Vừa rồi tôi tin vào lời rèm pha chó má kia mới làm ra chuyện ẩm ý không vui như vậy. Bây giờ tôi xin lỗi anh vì những lời nói tôi đã nói vừa rồi, mong anh tha thứ cho tôi. Nói xong, chỉ nghe, phịch, một tiếng. Anh Cương lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, sau đó dùng hai tay tát mạnh vào mặt mình. Giờ phút này ông ta mới dám nhìn Diệp Thu, mặt đầy vẻ lấy lòng hỏi, Diệp tiên sinh, không biết đã có thể giải tỏa cơn tức giận của anh chưa? Một trăm cái. Diệp Thu thản nhiên nói. Hả? Anh Cương hơi sừng sốt, sau đó rất nhanh liền hiểu ý của Diệp Thu, không nhiều lời, liên tục tự tát vào mặt mình. Hơn nữa, dưới cái nhìn của Diệp Thu, ông ta cũng không dám gian dối, mỗi cái tát đều dùng sức rất mạnh, tiếng kêu vang lên giòn giã. Mọi người chỉ nhìn thôi mà đã thấy đau nhói cả mặt rồi. Chỉ chốc lát sau. Cả khuôn mặt của anh cương sưng tấy lên, giống như đầu heo vậy. Đợt tát xong 100 cái tát, gương mặt của anh cương đã sưng lên không rõ hình dạng, khóe môi chảy đầy máu ra bên ngoài. Tuy nhiên, biểu cảm của ông ta khi nhìn Diệp Thu vẫn là dáng vẻ nịnh hót, luôn cung kính cầu xin tha thứ, không biết như vậy Diệp tiên sinh đã bớt giận được không. Nếu vẫn chưa làm anh hết giận, tôi sẽ tiếp tục. Không cần. Diệp Thu xua tay, nhàn nhạt nói chuyện này nếu như xảy ra ở địa bàn của ông, ông chủ khách sạn kia nên xử lý như thế nào, chắc là tôi không cần dạy ông chứ. Anh Cương sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu nói, Diệp tiên sinh, anh yên tâm, tên khốn này dám mạo phạm anh, tôi nhất định lột sạch ra của ông ta. Sứt lời, anh Cương trực tiếp quay đầu lại nhìn đám thủ hạ mà ông ta mang tới, chỉ vào ông chủ khách sạn, hung dữ nói, đánh chết cho tôi những tên thủ hạ kia đương nhiên cũng biết tình huống bây giờ là thế nào không nói nhiều lời bọn họ trực tiếp vây lấy ông chủ khách sạn kia đừng đừng qua các người đừng qua đây sắc mặt của ông chủ khách sạn thay đổi rõ rệt hoàn toàn hoảng hốt vội vàng quỳ xuống trước mặt diệp thu không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ diệp tiên sinh tôi biết lỗi rồi lúc trước là tôi có mắt không biết thái sơn mong rằng một người vĩ đại như anh không so đo với kẻ hèn hạ như tôi xin đừng chấp nhận tôi, để bọn họ bỏ qua cho tôi. Nếu không tôi sẽ bị đánh chết mất. Đợi đã. Diệp Thu nhướng mày, xua tay. Anh Cương thấy vậy, nhanh chóng ra lệnh cho bọn thủ hạ của mình, chờ một lát đã, Diệp Tiên Sinh có lời muốn nói. Những thủ hạ kia dĩ nhiên lập tức dừng lại ngay. Diệp Thu chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt ông chủ khách sạn, nhàn nhạt hỏi, bây giờ tôi muốn kiểm tra camera giám sát của ông, ông có ý kiến gì không? Không không có ý kiến diệp tiên sinh anh cứ tùy tiện kiểm tra tôi hoàn toàn không có ý kiến gì cả ông chủ khách sạn vội vàng lắc đầu trông giống như một cái trống lắc vậy ông không phải nên làm chuyện này sớm hơn sao cần gì phải bày ra một trận ồn ào như vậy ông nói xem có phải ông bị khiếm khuyết ngũ hành không hả coi thường tính mạng thế hả khóe miệng diệp thu cong lên mang theo ý bông đùa đúng 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 vậy là tôi bị thiếu đòn là tôi có tội diệp tiên sinh van cầu anh bỏ qua cho tôi ông chủ khách sạn kia gật đầu lia lịa không dám phản bác một chút nào loại kiếp sợ này so với dáng vẻ kiêu ngạo trước đây tưởng như hai người khác nhau ngôn tình hoàn đừng nói nhảm nữa video giám sát ở đâu diệp thu không chút kiên nhẫn nói máy tính ở quầy lễ tân có thể xem tất cả các video giám sát trong và ngoài khách sạn ông chủ khách sạn nhanh chóng trả lời không dám có lơ là chút nào cả À, đã biết. Diệp Thu gật đầu, ngay sau đó đứng lên, ra hiệu với đám thủ hạ của anh Cương, thản nhiên nói, được rồi, các anh có thể tiếp tục. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp xoay người đi về phía khách sạn. Cái gì? Ông chủ khách sạn sửng sốt tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng anh Cương lại hiểu rõ ý. Huống chi chuyện này còn do ông chủ khách sạn gây nên. mươi 335, manh mối bị đứt đoạn theo mệnh lệnh của anh Cương. Những tên thủ hạ đó không nhiều lời, trực tiếp vọt đến trước mặt của ông chủ khách sạn kia. Ngay sau đó, ở cửa khách sạn, tiếng hét thảm thiết của ông chủ khách sạn vang lên. Bị hơn 20 người vây đánh cùng một lúc, lập tức thân hình nhỏ bé của ông ta co lại như một hũ nút. Sau lần này, sợ rằng ông ta không chết thì ít nhất cũng phải nằm viện hơn nửa năm. Nhưng mà đối với chuyện đó, Diệp Thu lại không hề quan tâm. Anh đã đạt được mục đích của mình. Đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Một lần nữa bước vào khách sạn, Diệp Thu đi thẳng đến quầy lễ tân, mà lần này không ai dám ngăn cản anh nữa, bao gồm cả hai người phụ nữ trang điểm đậm ở quầy lễ tân. Khi nhìn thấy Diệp Thu, bọn họ cũng sợ hãi rụt cổ lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Diệp Thu. Dù sao cảnh tượng vừa rồi ở ngoài cửa, cả hai người phụ nữ này cũng đã nhìn thấy qua cửa kính của khách sạn. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi Diệp Thu. Diệp Thu đương nhiên không thèm để ý tới hai người phụ nữ kia, trực tiếp đến trước máy tính, mở video giám sát ra. Bây giờ anh chủ yếu muốn kiểm tra hai camera giám sát ở lối vào của khách sạn. Nếu chiếc xe van màu xanh kia thực sự đã đi qua hoặc dừng lại ở đây, hai camera giám sát kia nhất định có thể quay được. Cho nên bây giờ Diệp Thu chỉ cần tìm được video lịch sử của hai camera giám sát quay được, sau đó ước chừng khoảng thời gian để tiến hành sàng lọc là được. Đối với Diệp Thu mà nói, chuyện này rõ ràng không phải việc khó gì. Chỉ một lúc sau, Diệp Thu đã tìm được, mà trong đoạn video ghi hình đó, quả nhiên phát hiện được một chiếc xe van màu xanh ra trời. Điều này làm cho sắc mặt Diệp Thu trợt lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó anh ta tiếp tục quan sát đoạn video giám sát anh phát hiện, chiếc xe van màu xanh kia chỉ dừng ở cổng khách sạn một lúc, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh khách sạn. Mà nơi đó cũng chính là điểm mù của camera giám sát. Khi chiếc xe van màu xanh ra trời kia đi vào đó, nó cũng theo đó mà biến mất khỏi camera giám sát. Chuyện này khiến Diệp Thu nhíu mày, không nhiều lời, vội vàng lao ra khỏi khách sạn. Ba người bạo long, Chu thái, lưu viễn trí, cùng cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự dương khải thấy vậy cũng vội vàng tiến lên đón anh thế nào rồi diệp tiên sinh có phát hiện được gì không bạo long nhìn diệp thu mặt đầy vẻ mong đợi hỏi chiếc xe van màu xanh kia đúng là đã xuất hiện ở trước cánh cửa này diệp thu gật đầu nhẹ giọng nói nghe thấy lời này trên mặt mấy người bạo lòng đều bộc lộ sự vui mừng mà ngay lúc này diệp thu lại nhíu mày nói tiếp chỉ là chiếc xe kia không dừng lại ở khách sạn này mà rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh nói xong diệp thu chỉ vào con hẻm nhỏ bên phải khách sạn cái gì niềm vui vừa hiện lên trên gương mặt bảo long đã biến mất trong nháy mắt nên biết rằng nơi này là khu phố cổ trong những con hẻm nhỏ giống như thế này hoàn toàn không có camera giám sát thường được gọi là điểm mù giám sát khi đi vào bên trong đó rất khó để có thể tìm được chiếc xe van màu xanh kia. Huống chi lỗ mũi của phì miêu vừa tới nơi này đã mất dấu với mùi nước hoa. Chắc hẳn tên sát nhân kia đã có chút cảnh giác, dùng thủ đoạn nào đó để làm nhiễu mùi hương. Điều này làm cho mũi của phì miêu không còn bất kỳ tác dụng gì ở đây nữa. Mà cứ như vậy, bên này Diệp Thu đã mất đi biện pháp truy vết duy nhất. Những hẻm nhỏ trong khu phố cố thông theo nhiều hướng. Hơn nữa còn không có camera giám sát. Chiếc xe van màu xanh chỉ cần lái vào đó thì lập tức có thể chuyển hướng đến bất cứ nơi nào. Cho nên muốn tìm được nó, thật sự quá khó khăn. Nói cách khác, đầu mối ở nơi này hoàn toàn bị đứt đoạn, chuyện này làm cho sắc mặt của mấy người Bạo Long nhất thời trở nên không dễ nhìn chút nào. Ngay cả Diệp Thu, giờ phút này chân mày cũng nhíu lại thành chữ choan, bởi vì đầu mối đã bị đứt đoạn. Điều này cũng có nghĩa là ba người Hàn Tiêu Tiêu sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm dù mục tiêu của hung thủ là tống thiến nhưng nếu ông ta đã đưa hàn tiêu tiêu cùng hắc la đi vậy thì chắc chắn sẽ không để bọn họ trở lại một cách nguyên vẹn được vì vậy những gì hung thủ phải làm tiếp theo đó chính là giết người diệt khẩu nghĩ đến đây biểu cảm trên mặt của diệp thu cùng mấy người bạo long hiện đầy vẻ lo âu mà ngay lúc này anh cương đang quỳ trên mặt đất nhìn diệp thu run rẩy hỏi diệp tiên sinh các anh đang tìm người à liên quan gì tới ông thành thật quỳ xuống đi cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi phì miêu quay đầu lại hung dữ trợn mắt nhìn anh cương tức giận mắng lúc này tâm trạng cậu ta đang rất tệ cho nên dĩ nhiên nhìn thấy tên họ cương kia vô cùng không vừa mắt nói không chừng tôi có thể giúp được gì đó anh cương thận trọng nói ông có thể giúp cái gì chứ nếu còn không ngậm miêng anh phì đây đánh ông đấy phì miêu liếc mắt nhìn anh cương giơ nắm đấm lên chuẩn bị đi về phía anh cương anh cương sợ hãi vội vàng rụt cổ lại phì miêu diệp thu nhanh chóng tiến lên ngăn cản phì miêu sau đó nhìn về phía anh cương nhàn nhạt hỏi ông tốt hơn hết nên nói ra một vài tin tức có giá trị nếu không ông biết hậu quả rồi đấy sắc mặt của anh cương lập tức thay đổi rụt cổ lại run rẩy nói diệp tiên sinh mặc dù tôi không biết anh định làm gì nhưng con hẻm vừa rồi anh chỉ đó là một con hẻm cụt bên trong không có lối ra nếu như chiếc xe van mà anh nhắc đến thật sự lái vào đó như vậy trừ khi người kia đi ra bằng đường cũ nếu không không thể nào rời khỏi con hẻm cụt này được cả hả nghe thấy lời này ánh mắt của diệp thu cùng ba người bạo long chợt lóe lên diệp thu vội vàng nhìn về phía anh cương xác nhận nói ông vừa mới nói cái gì nói lại lần nữa con con hẻm đó là ngõ cụt chỉ có duy nhất một lối ra vào này thôi anh cương còn tưởng rằng ông ta nói sai nên sợ hãi rụt cổ lại, thận trọng nói: ngõ cụt còn có hy vọng. Trong mắt Diệp Thu chợt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó không nhiều lời, lập tức chạy nhanh về phía con hẻm cụt kia. Thấy vậy, ba người Bảo Long cũng nhanh chóng đi theo, mà đám người còn lại vẫn ở tại chỗ đợi lệnh. Trên đường vào con hẻm nhỏ, Bảo Long vừa chạy vừa nhìn Diệp Thu hỏi: anh Diệp, cho dù con hẻm này là ngõ cụt nhưng lỡ như chiếc xe lam kia sau khi chạy vào đã chạy ra lại đường cũ rồi thì sao không thể nào tôi đã xem qua video giám sát ở cửa sau khi chiếc xe van màu xanh này rẽ vào con hẻm thì không đi ra ngoài nữa nói cách khác chỉ cần không có lối ra nào khác trong con hẻm này thì nhất định nó phải ở bên trong đó diệp thu lắc đầu khẳng định chắc nịch nói có thật không vậy thì tốt quá ngay lập tức trong mắt của ba người bạo long hiện lên vẻ vui mừng Tựa như đã thấy được hy vọng, tốc độ chạy của họ không tự chủ được mà tăng nhanh thêm rất nhiều. Rất nhanh, một nhóm bốn người vọt vào con hẻm nhỏ. Mà tình hình bên trong con hẻm này phức tạp hơn Diệp Thu tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù đây là một ngõ cụt, nhưng con hẻm này rất dài, hơn nữa hai bên đều là kiểu nhà mang phong cách cổ xưa, có rất nhiều người sinh sống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 336, tìm thấy xe van dưới sự hiện diện của ba nhóm người này, tổng cộng cũng gần 200 người. Lục soát cả một con hẻm, đương nhiên không thành vấn đề. Huống chi còn có cảnh sát ở đây. Dân cư trong hẻm nhỏ này chắc chắn sẽ càng thêm phối hợp. Chỉ chốc lát sau, phần lớn các ngôi nhà bên trong con hẻm đã được khám xét xong. Chỉ còn lại ngôi nhà ở cuối hẻm vẫn chưa được lục soát. Đến nơi này, Diệp Thu hít mắt lại. Mà những người còn lại cũng hít một hơi thật sâu, không khỏi căng thẳng. Bởi vì bọn họ đã lục tìm tất cả những căn nhà ở đây rồi, chỉ có nơi này là chưa khám xét. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc xe van màu xanh kia chắc chắn phải ở trong đó 100%. Mà hung thủ của vụ án giết người hàng loạt này rất có thể cũng đang ở bên trong. Diệp Thu đưa tay ra hiệu với mọi người, tỏ ý nên tản ra, bao vây toàn bộ đình viện này lại, đồng thời phong tỏa mọi cửa ra mà hung thủ có thể rời đi. Chẳng hạn như cửa sổ đường rào và những thứ tương tự. Đây rất có thể là những điểm đột phá khi hung thủ đã cùng đường. Cho nên Diệp Thu muốn phong tỏa những nơi này trước. Gần 200 người vây quanh một căn nhà, đương nhiên vẫn không có gì khó khăn cả. Chỉ một lúc sau, toàn bộ đình viện đã bị bao vây, nước chảy không lọt. Dưới tình huống này, đừng nói là một người còn sống sờ sờ, mà ngay cả một con chuột cũng không thể nào thoát ra được. Thấy vậy, diệp thu ra hiệu với bảo long rồi chỉ vào cửa của đình viện bảo long đương nhiên hiểu ý của diệp thu sải bước đi tới đầu tiên tiến lên vỗ hai lần vào cửa hỏi có ai không tuy nhiên bảo long liên tục lặp đi lặp lại như vậy năm sáu lần nhưng bên trong đình viện vẫn không có ai đáp lại điều này cho thấy rõ bên trong có lẽ không có người nào cả hoặc là tuyệt đối có vấn đề bảo long quay đầu lại nhìn diệp thu diệp thu hít mắt nhàn nhạt nói leo tường Bao Long không nhiều lời, đi thẳng đến một bức tường trước đình viện. Đầu tiên anh ta lùi về phía sau vài bước, sau đó chạy nhanh tới mượn lực vọt lên, đạp hai lần vào tường rồi trèo lên trên tường. Dù sao cũng phải nói, trước đây anh ta đã từng là huấn luyện viên của đội đặc chủng Lang Nha. Độ cao của bức tường trong đình viện này đương nhiên không thể làm khó được anh ta. Sau khi Bạo Long nhảy vào sân, trước tiên anh ta mở khóa cửa đình viện từ bên trong. Diệp Thu dẫn theo mọi người đi vào. Mà khi đám người bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong sân, tất cả đều sửng sốt. Có một chiếc xe van màu xanh ra trời đang đậu giữa sân. Tuy nhiên, trong xe không có ai cả. Điều này làm cho hai mắt Diệp Thu hơi nheo lại, trực tiếp ra lệnh cho những người ở sau lưng, lục soát. Nghe thấy lời của Diệp Thu. Mọi người cũng không nhiều lời nữa, lập tức lục soát trong đình viện, cả căn nhà ở bên trong chỉ là một căn nhà nhỏ thôi mà có rất nhiều người lục soát như vậy. Cho dù là một con kiến cũng không thể nấp được. Nhưng mà, sau một hồi tìm kiếm, mọi người còn kém chưa đào ba thước đất, đem lật cả mặt đất lên. Kết quả thậm chí cả một bóng người cũng không thấy. Thấy vậy, Diệp Thu nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Phỉ Miêu, hỏi có phát hiện gì không? Không có, em có thể ngửi được mùi nhưng tới đây lại biến mất không dấu vết rồi. Phì miêu lắc đầu, mặt đầy nghiêm trọng nói. Làm sao có thể? Sắc mặt của bạo long thay đổi, sắc mặt khó coi nói, nơi này là ngõ cụt, trong sân lại không có một người nào cả. Chẳng lẽ tên hung thủ kia còn có thể mang nhóm hắc la rời đi trong nháy mắt được sao? Làm sao đây, chúng ta nên làm gì? Bây giờ ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa rồi, chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ hắc la và những người khác đã gặp chuyện bất chắc sao? hồng khổng tước lo lắng dậm chân tại chỗ trên gương mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ lo âu giờ phút này tất cả mọi người đều tương đối thất vọng dù sao sau khi tốn sức như vậy mà chỉ tìm được một chiếc xe van màu xanh ra trời lại không thể tìm được hung thủ cùng ba con tin đã bị bắt điều này đối với bọn họ mà nói quả thực là một đả kích không nhỏ mà khi tất cả mọi người đều không biết làm sao chỉ có diệp thu đứng tại chỗ không nhúc nhích hai mắt nhìn chầm chầm vào chiếc xe van màu xanh ra trời kia, không lên tiếng. Giống như bị ai đó điểm nguyệt toàn thân rồi vậy. Thấy thế, hồng khổng tước nhíu mày lại, vội vàng bước tới, khó hiểu hỏi, anh Diệp, sao anh không nói gì cả, hành động lần này là do anh tổng chỉ huy. Bây giờ các đầu mối đã bị đứt đoạn, hắc là cùng những người khác không biết sống chết thế nào, anh có còn biện pháp nào nữa không? Nhanh nói cho chúng tôi đi. Khổng tước, đừng quấy dậy anh Diệp suy nghĩ. Bạo Long chừng mắt nhìn Hồng Khổng Tước, mắng. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng không thể đợi mãi ở chỗ này chứ. Rốt cuộc anh Diệp có cách nào không? Dù thế nào cũng phải nói cho chúng ta biết chứ. Hồng Khổng Tước cực kỳ sốt ruột nói. Cô ta thực sự lo lắng cho sự an nguy của Hắc La. Hắc La vẫn còn là một cô bé, trẻ vị thành niên, còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp trên thế giới này mà cô ấy vẫn chưa trải qua. Nếu như cứ gặp phải chuyện không may nào đó, vậy thì cả đời này cô ta cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Dù sao ban đầu Hắc La cũng là người kéo cô ấy vào tiểu đội thiên võng. Hôm nay Hắc La xảy ra chuyện như vậy. Đừng hỏi trong lòng cô ta có bao nhiêu tự trách cùng hối hận, lúc nói ra tự nhiên cũng có chút nóng này. Diệp Thu không để ý tới hồng khổng tước, mà là đi thẳng về phía chiếc xe van màu xanh kia, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, hai tay nắm lấy vô lăng, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, không nói gì cả. Bộ dạng kia giống như đang chìm vào giấc ngủ vậy. Nhìn hành động quái dị kia của Diệp Thu, mọi người có mặt tại đây đều sửng sốt. Mà Hồng Khổng Tước vốn tính tình nóng nảy, hơn nữa bởi vì chuyện này mà đặc biệt lo lắng. Cô ta nhìn thấy Diệp Thu như vậy, còn tưởng rằng Diệp Thu đang trốn tránh, lửa giận trong bụng chợt bốc lên. Thế là Hồng Khổng Tước bỏ qua sự khuyên can của Bạo Long mà xông thẳng tới trước, trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói: "Diệp Thu, Tôi kính trọng anh vì anh có thể cứu mọi người trong giây phút hiểm nguy. Nhưng bây giờ, sống chết của Hắc La và những người khác còn chưa biết thế nào, mà anh lại ngồi đây giả vờ ngủ. Đây không phải là quá vô trách nhiệm sao? Đừng quên, lần hành động này là do anh tổng chỉ huy, bất kỳ người nào trong chúng tôi đều có thể im lặng nhưng anh thì không thể. Anh phải dẫn chúng tôi đi tìm nhóm Hắc La cùng tên hung thủ đó chứ, anh nghe rõ không? Diệp Thu vẫn không lên tiếng, ngồi im tựa như xem lời của Hồng Khổng Tước là không khí vậy. Biểu hiện này làm cho Hồng Khổng Tước sắp phát điên, hai mắt trợn trừng nhìn Diệp Thu, giống lên, Diệp Thu, anh nói chuyện xe nào, chẳng lẽ anh để cho hơn 100 người đứng ở chỗ này cũng anh lãng phí thời gian sao? Anh có biết rằng thứ anh lãng phí bây giờ không phải là thời gian, mà là sinh mạng của Hắc La cùng những người khác không? Anh làm gì đi chứ, đừng giả chết nữa được không? Tuy nhiên, Diệp Thu vẫn thở ơ như cũ. Lần này, Hồng Khổng Tước hoàn toàn mất kiên nhẫn, nhìn Diệp Thu, lắc đầu cực kỳ thất vọng nói, trước giờ tôi vẫn luôn cho rằng anh là một anh hùng, một anh hùng có thể cứu người khác. Không ngờ, vào thời điểm nguy cấp anh lại là một con rùa rụt cổ, đồ hèn nhát, quỷ nhát gan. Coi như tôi đã nhìn lầm, tin nhầm anh rồi. Diệp Thu, anh cứ tiếp tục ở đây giả vờ chết đi, anh không muốn cứu nhóm người hắc la thì tôi sẽ tự đi cứu. chương 337, một miếng vảy cá khác. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều rốt rít quay đầu lại nhìn vào chiếc xe van màu xanh ra trời kia. Chỉ thấy Diệp Thu đã mở mắt ra. Mà chủ nhân của lời nói vừa rồi chính là Diệp Thu. Cơ thể hồng khổng tước dừng lại, chợt xoay người lại, trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói, ồ, anh muốn cứu các cô ấy sao? Sao tôi không thấy như vậy chút nào nhỉ? Chẳng lẽ cứ phải lo lắng đến mức rối loạn như cô mới gọi là thật lòng muốn cứu bọn họ sao? Mỗi người đều có một cách thức riêng, đúng như cô nói tôi là tổng chỉ huy của lần hành động này nếu như tôi còn luống cuống vậy cô cảm thấy chúng ta có thể bắt được hung thủ cứu ba người hắc la ra được sao diệp thu nhìn hồng khổng tước sắc mặt bình thản nói mặc dù giọng của anh không lớn âm điệu cũng vô cùng đều đặn nhưng mỗi một lời anh nói rất có khí phách làm cho người ta không thể nào phản bác lại được hồng khổng tước nghe xong lời diệp thu nói cũng nhất thời cứng họng nín nhịn nửa ngày mặt cũng đỏ lên sau đó mới trợn mắt nhìn diệp thu lắp ba lắp bắp hỏi vậy thì vậy vừa rồi anh ngồi im ở đó còn nhắm mắt lại làm gì nhắm mắt nghỉ ngơi sao tôi thấy anh chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi anh có biết thời gian bây giờ vô cùng quý báu không chậm một giây thôi thì hắc la cùng những người khác rất có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng đấy anh có biết không nếu như thời gian quý báu như lời cô nói thì đừng nói những lời vô nghĩa này nữa tôi thấy tôi đã nói rất rõ ràng rồi mỗi một người đều có cách xử lý khác nhau tôi cũng cần phải suy tính cân nhắc bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào tôi cần để cho đầu óc của mình lúc nào cũng phải tỉnh táo bởi vì tôi là tổng chỉ huy chỉ cần tôi đưa ra một quyết định sai lầm rất có thể sẽ mất tất cả hiểu chứ diệp thu nhẹ giọng nói anh lần này hồng khổng tước thật sự không biết làm thế nào để phản bác lại diệp thu được rồi thấy vậy bạo long nhanh chóng bước tới giảng hòa nói không tước em bớt tranh cãi đi, anh Diệp cũng không phải là người không đáng tin cậy, việc bây giờ chúng ta phải làm là tin tưởng vào anh Diệp. Nói xong, Bạo Long lại nhìn về phía Diệp Thu, đỡ lời, anh Diệp, mong anh thứ lỗi, khổng tước cô ấy cũng chỉ là lo lắng cho sự an nguy của Hắc La nên mới có chút nóng này, xin anh đừng trách. Có thể hiểu được, Diệp Thu gật đầu, cảm ơn anh Diệp, Bạo Long vội vàng nắm chặt tay lại thành quyền cảm ơn. Sau đó trợn mắt nhìn hồng khổng tước, tức giận nói, khổng tước, còn không mau xin lỗi anh Diệp. Em xem thử anh Diệp người ta khoan dung độ lượng biết bao nhiêu, vừa rồi em vô lý như vậy mà anh Diệp cũng không so đo đấy. Em không xin lỗi, trừ phi anh ta có thể nói ra kế hoạch tiếp theo, khi đó em mới tin tưởng lời của anh ta nói. Đến lúc đó cho dù có xin lỗi, em cũng là cam tâm tình nguyện. Hồng Khổng Tước lắc đầu, bướng bỉnh nói. Thấy vậy, biểu cảm trên mặt của Bạo Long cũng không biết làm thế nào cả chỉ có thể nhìn Diệp Thu, mặt đầy áy náy nói, anh Diệp, mong anh đừng so đo với cô ấy. Không sao đâu. Diệp Thu khoát tay, sau đó ra hiệu với Phỉ Miêu, nói, Phỉ Miêu, cậu tới đây, kiểm tra cẩn thận chiếc xe này một chút cho tôi, dùng khứu giác của cậu xem thử có phát hiện được gì không. Được. Phỉ Miêu gật đầu, sau đó vội vàng bước lên xe, đi vào trong người thử. Ước chừng một phút sau, Phỉ Miêu đột nhiên kêu lên, có rồi lời này vừa nói ra mọi người xôn xao vây quanh lại phát hiện được gì diệp thu nhàn nhạt hỏi bạo long cùng những người khác mặt đầy mong đợi nhìn phì miêu phì miêu cười thần bí ngay sau đó mở tay phải đang nắm chặt của cậu ta ra trong lòng bàn tay của cậu ta lại có một mảnh vải cá thấy vậy mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt có thể những người khác không biết một mảnh vải cá tượng trưng cho điều gì nhưng mà diệp thu cùng những người đã từng đến khám nghiệm hiện trường ở thôn vương gia vẫn còn nhớ rõ lúc ấy bọn họ đã từng tìm thấy một cái vảy như vậy ở trên mặt đất gần nơi xác chết bị ném mà hiện tại kích thước và hình dạng của miếng vảy cá này vẫn cùng với miếng vảy cá được tìm thấy tại hiện trường vứt xác hoàn toàn giống nhau nếu như phát hiện ra một miếng chỉ là tình cờ vậy thì hai miếng chắc chắn không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi điều này có nghĩa là phải có mối liên hệ nào đó giữa tên hung thủ và vải cá. Nếu không, vải cá sẽ không được tìm thấy ở nơi anh ta đã đến, cùng với chiếc xe mà anh ta đã lái qua. Ngoài cái này ra, còn có phát hiện gì nữa không? Diệp thu hít mắt suy nghĩ một lúc. Ha ha, không hổ là anh Diệp, đúng là có. Phì miêu tuyết miệng cười, mặt đầy thần bí nói. Đừng vòng vo nữa, nói nhanh, thời gian gấp rút. Bạo Long chừng mắt nhìn phì miêu thúc giục. Được. Phi Miu gật đầu, ngay sau đó cao mày ngửi thêm hai lần trong xe, rồi nói, bên trong xe này vẫn còn mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Theo phán đoán của tôi chắc hẳn là mùi tanh của hải sản, mặc dù đã được xử lý đặc biệt rồi, mùi rất nhạt, người bình thường căn bản không thể ngửi thấy được, nhưng vẫn không thể tránh khỏi mũi của tôi. Mùi tanh của hải sản. Mọi người đều sửng sốt, trong chốc lát không kịp phản ứng. Chỉ có Diệp Thu, trên khóe miệng mang theo ý cười nghịch ngợm, thản nhiên, lần này, anh ta thật sự không còn đường nào để trốn rồi. Ý anh là hung thủ sao? Anh Diệp, anh biết hung thủ ở nơi nào rồi? Bạo Long cùng Hồng Khổng Tước đều nhìn Diệp Thu, sốt ruột hỏi. Diệp Thu cười nhạt gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Phì Miêu, hỏi, miếng vải cá tìm được ở hiện trường vứt xác trước đó cậu đã gửi đến cục cảnh sát hóa nghiệm chưa? Vâng, đã gửi đi rồi, đoán chừng hiện tại đã có kết quả. Phì Miêu gật đầu. Mà ngay lúc này Di động của Diệp Thu đột ngột vang lên. Anh nhanh chóng nối máy nghe điện thoại. Khoảng 10 giây hoặc lâu hơn. Được, tôi đã biết. Diệp Thu gật đầu, trực tiếp cúp máy. Anh Diệp, là điện thoại của ai vậy? Bạo Long mặt đầy tò mò nhìn Diệp Thu, hỏi. Là của Cục Cảnh sát, vải cá trước đó chúng tôi gửi đến hóa nghiệm đã có kết quả. Đó là một loại vải cá biển có tên là cá hoa vàng. Diệp Thu nhẹ giọng nói. Vải của một con cá biển hơn nữa trên xe còn có mùi hải sản chuyện này bạo long cau mày lại sắc mặt đột nhiên thay đổi tựa hồ nhớ ra điều gì đó anh ta nhanh chóng nhìn diệp thu hỏi diệp thu chẳng lẽ nơi ẩn náu của tên sát nhân là ở chợ hải sản đó cũng là ý của tôi khóe miệng của diệp thu hơi nhếch lên sau đó quay đầu nhìn về phía đội trưởng dương khải của đội hình sự phân phó đội trưởng dương anh hỗ trợ điều tra một chút xem chợ hải sản gần đây nhất ở chỗ nào được, tôi sẽ làm ngay. Chương 338, sự điềm tĩnh bất thường chợ hải sản Hoa Nam. Nơi này có thể xem là chợ hải sản lớn nhất ở khu vực này. Trên cơ bản tất cả các loại hải sản có thể mua được trong thành phố đều có thể mua được ở đây. Cho nên mỗi lần đến giờ cơm thì cũng là lúc chợ nhộn nhịp nhất. Không ít người trong thành phố, vì có thể ăn được hải sản chính thống đã tự mình lái xe đến đây để mua hải sản mà bây giờ đang là buổi trưa, cũng là thời điểm kinh doanh náo nhiệt nhất của chợ hải sản. Dù sao vào lúc này, những tín đồ ăn uống cũng bắt đầu đều mua thức ăn. Làm cho khu chợ gần như đầy ắp người, cảnh tượng này được hình dung là chen chúc nhau cũng không hề quá đáng. Mà ngay lúc này, trước cổng chợ hải sản, một đoàn xe dừng lại. Là Diệp Thu cùng những người khác đuổi tới. Trên 100 người, vài chục chiếc ô tô. Đội hình này có thể nói là cực kỳ hoành tráng nếu đổi lại là nơi khác chắc chắn sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người nhưng nơi này là chợ hải sản vốn đã náo nhiệt về cơ bản mọi người đều đang mua hải sản chọn hải sản những người chú ý đến nhóm diệp thu cũng không nhiều lắm ngược lại đây chính là điều mà diệp thu muốn nếu không bứt dây động rừng để cho hung thủ trốn thoát sẽ không tốt sau khi ra lệnh cho mọi người xuống xe bởi vì có quá nhiều người mua trong chợ hải sản Nhóm người bọn họ cùng hành động nhất định sẽ không tiện, phải chia nhau ra mới được. Huống chi, có rất nhiều thương lái ở chợ hải sản, hơn mấy chục người bán cá hoa vàng, còn phải điều tra từng người một. Cho nên việc chia đội không thể nghi ngờ là một lựa chọn sáng suốt. Vừa có thể giảm phạm vi khoanh vùng, mà còn có thể rút ngắn được thời gian tìm kiếm. Thật sự là một công đôi việc, lấy tốc độ nhanh nhất để sắp xếp phân nhóm. Diệp Thu nhìn mọi người phân phó, mục tiêu chính của chúng ta lần này là tìm ra tất cả những thương nhân bán cá hoa vàng ở khu chợ này. Sau khi tìm được, mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, cứ theo dõi trước, sau đó báo cáo vị trí cho tôi, đợi tôi đến tiến hành tra xét, hiểu chứ? Hiểu. Mọi người đều gật đầu. Tốt lắm, bắt đầu hành động. Chuyện xác. Diệp Thu vung tay lên. Hơn 100 người trực tiếp đi theo Diệp Thu, bước về phía chợ hải sản, nhanh chóng hòa vào đám đông. Bởi vì chợ hải sản vốn đã có rất nhiều người, cho nên dù có hơn 100 người thêm vào cũng không nhìn thấy gì cả. Diệp Thu mang theo ba người Bạo Long, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Dương Khải cùng một nhóm cảnh sát tự đi tìm trong chợ. Đúng như dự đoán của Diệp Thu, chợ hải sản lớn như vậy, các gian hàng cùng người bán cá hoa vàng đúng là không ít. Diệp Thu dẫn đội phát hiện được ba người. Tuy nhiên, sau màn tra xét của Diệp Thu, ba người này rất nhanh đã được loại bỏ khỏi hiểm nghi. Cứ như vậy, Diệp Thu cùng mọi người tiếp tục tìm kiếm. Mắt thấy giờ cao điểm đã sắp trôi qua. Chợ càng lúc càng ít khách hàng. Đám người Diệp Thu càng lúc càng thấy sốt ruột. Tuy nhiên, phạm vi tìm kiếm lại không ngừng bị Thu hẹp lại. Diệp Thu vừa mới tra xét một gian hàng, sau khi xác định không phải là hung thủ, lập tức đổi sang một gian hàng khác so với các gian hàng hải sản khác gian hàng này tương đối nhỏ hơn nữa vị trí còn hẻo lánh rất khuất trong khu chợ hải sản lớn này thêm vào đó các gian hàng khác đều có chủ và các nhân viên nhưng gian hàng này dường như chỉ có một mình ông chủ thôi người đàn ông trung niên tóc húi cua ngắn với vẻ ngoài rất bình thường trông có vẻ hiền lành trên mặt nở một nụ cười ngốc nghếch nếu ném ông ta vào trong đám đông thì hoàn toàn không thể nhận ra ngay được không có điểm nổi bật nào cả, thậm chí sau khi nhìn vài lần cũng chưa chắc có thể nhớ ra. người đàn ông tóc húi cua này mặc một chiếc tạp dề màu xanh đậm trên người, chân đi một đôi giày cao su. mà giờ khắc này, ông ta đang ngồi trồm hổm trên mặt đất, mổ một con cá hoa vàng lớn cho một người đến mua. thấy nhóm người diệp thu tới, người đàn ông tóc húi cua kia dừng công việc trong tay lại, quét miệng cười với đám người diệp thu, nhiệt tình hỏi mua cá sao? Cá hoa vàng của tôi ở đây cực kỳ tươi ngon, các anh muốn mua mấy con? Diệp Thu chợt nhíu mày. Đây vốn là một lời chào rất bình thường. Những người buôn bán sẽ thường hỏi như vậy. Nhưng trong tình huống này, lời nói đó lại có vẻ hơi bất thường. Nên biết rằng, cùng đi với Diệp Thu ngoại trừ Dương Khải, còn có mấy cảnh sát nữa. Những người bán cá khác bị khám xét vừa rồi khi nhìn thấy có nhiều cảnh sát đến tìm mình như vậy, còn tưởng rằng mình mắc tội gì đó, cho nên theo bản năng sẽ cảm thấy khẩn trương. Sau khi biết rằng bọn họ đang truy tìm tội phạm giết người thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn người đàn ông tóc húi cua bây giờ thì sao chứ? Ông ta hoàn toàn khác so với những thương nhân kia, ông ta rất bình tĩnh, hơn nữa còn thản nhiên hỏi có muốn mua cá không. Không thể không nói. Ông ta thật sự quá bình tĩnh, bình tĩnh đến bất thường. Đây không phải là phản ứng của một người bình thường nên có. Trong chốc lát, Diệp Thu không khỏi hoài nghi. Anh cùng Bạo Long, Dương Khải và những người khác nhìn nhau gật đầu, sau đó bước lên trước, ngồi xổm xuống trước gian hàng, nhìn kỹ thuật giết cá điêu luyện của người đàn ông đầu húi cua kia, nhàn nhạt hỏi cách dùng dao của ông chủ không tệ nhỉ, không biết là bình thường ngoài giết cá ra, ông đã từng giết ai chưa? Hắc hắc, xem anh hỏi gì kìa, đang yên đang lành tôi giết người làm gì? tôi không có kẻ thù nào cả, tôi chỉ là một người bán cá bình thường thôi. Người đàn ông đầu húi cua tuyết miệng cười, không chút hoảng hốt đáp lại. Tuy nhiên, ông ta càng chấn tĩnh, Diệp Thu càng cảm thấy khả nghi. Người bình thường nếu bị cảnh sát đột nhiên hỏi như vậy. Người đó nhất định phải vội vàng nóng nảy giải thích mình chưa từng giết người, không nên vu khống các loại. Nhưng người đàn ông hiện tại này lại không có. Biểu cảm trên mặt của ông ta gần như không hề thay đổi, cực kỳ bình tĩnh trả lời câu hỏi của Diệp Thu, không có chút sơ hở nào cả. Nhưng vẫn câu nói kia. Ông ta vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh quá mức rồi. Phải có tố chất tâm lý vững đến thế nào mới có thể không có chút gợn sóng hay sợ hãi nào như thế chứ? Khả nghi, thật sự quá khả nghi. Diệp Thu híp hai mắt lại, tiếp tục thăm dò nói, "Ông chủ, ông đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Gần đây ông có xem tin tức không? Có một hung thủ giết người hàng loạt" thủ đoạn gây án cực kỳ tàn nhẫn, lấy máu của nạn nhân rút sạch. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn anh ta đang tìm thứ gì đó ở trong máu. Ông nói xem, trong máu người có thể có gì đặc biệt sao? Lời này của Diệp Thu vừa nói ra, người đàn ông tóc húi cua kia vẫn không có cảm xúc gì cả. Nhưng mà, từ khóe mắt Diệp Thu có thể nhận thấy, cánh tay phải đang cầm dao của người đàn ông tóc húi cua kia đang hơi run lên. Hành động này cực kỳ khẽ khàng. Hơn nữa người đàn ông đầu húi cua kia còn khống chế vô cùng tốt, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Không ai phát hiện ra điểm này cả, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Diệp Thu được. Phải biết rằng, năng lực quan sát của Diệp Thu tuyệt đối ở cấp độ kính hiển vi. Cho dù ông ta có che giấu cao siêu hơn nữa thì Diệp Thu cũng có thể nhìn ra được. Diệp Thu hít mắt lại, trong mắt lóe lên tia sáng. Giờ phút này, trong lòng anh cơ bản đã có đáp án rồi. Chương 339, tìm thấy hung thủ, không trả lời được phải không? Diệp Thu hít mắt lại. Bây giờ trên căn bản anh đã chắc chắn, người này chính là hung thủ, nếu không cũng nhất định có liên quan gì đó với kẻ sát nhân. Người bình thường tuyệt đối không thể nào có tố chất tâm lý vững vàng như vậy được, phải sớm hoảng sợ từ lâu rồi. Nhưng người đàn ông tóc húi cua này vẫn luôn bình tĩnh, điều đó cho thấy ông ta vô cùng khả nghi. Vì vậy, Diệp Thu định đánh lừa một lần nữa để xem phản ứng của ông ta. Nếu như người đàn ông đầu húi cua này vẫn đặc biệt bình tĩnh, vậy thì anh phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Thu lấy từ trong ngực ra một bao thuốc, đưa cho người đàn ông đầu húi cua, nhàn nhạt nói: "Ông chủ, đều là hồ ly ngàn năm cả nên không cần phải chơi đùa với tôi đâu, tôi nghi ngờ ông là người." Tuy nhiên, Diệp Thu còn chưa nói xong, điện thoại di động của anh chợt vang lên ngắt ngang lời nói tiếp theo của diệp thu diệp thu nhíu mày lại lấy điện thoại ra xem là chu thái gọi đến vì vậy diệp thu không chút do so dự lập tức nghe điện thoại alo diệp tiên sinh cậu đang ở đâu giọng nói gấp gáp chu thái phát ra từ điện thoại chuyện gì vậy diệp thu hít mắt lại nhóm của chúng tôi đã tìm ra hung thủ tên kia đang muốn bỏ chạy đã bị người của chúng tôi giữ lại rồi chu thái vội vàng nói chuyện trọng sinh. Ồ, oh. Diệp Thu nheo mắt lại, nhìn thoáng qua người đàn ông đầu húi cua vẫn đang chuyên tâm giết cá, ngay sau đó nhàn nhạt hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chúng tôi không dựa theo lệnh của cậu lục soát tất cả các gian hàng mà chỉ tìm những gian hàng bán cá hoa vàng thôi. Sau khi khám xét vài lượt cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng chúng tôi đã tìm ra được gian hàng này, cảnh sát đi chung chỉ mới hỏi ông chủ hai cậu, sắc mặt ông ta lại đột nhiên biến đổi, gầm dao vào đến đâm vào một tên thủ hạ của tôi rồi xoay người bỏ chạy. tốc độ của ông ta rất nhanh, trong chốc lát chúng tôi không thể đuổi kịp. may mắn có một nhóm anh em khác cũng đang tìm kiếm gần đó. chúng tôi chặn trước sau, cùng lao tới mới có thể khống chế được ông ta. Chu Thái nhanh chóng nói cho Diệp Thu biết chuyện gì xảy ra. nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc đó là hung thủ. sao ông có thể phán đoán ông ta là hung thủ? Diệp Thu nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi. Nếu chỉ như vậy đương nhiên không phải, nhưng cậu có biết ông ta đã nói gì sau khi bị chúng tôi bắt được không? Ông ta nói, ông đây chỉ giết chết vài người phụ nữ thôi mà, cần gì phải huy động nhiều người đến thế làm gì? Đây không phải là chưa đánh đã khai sao? Hơn nữa thông qua lời nói cùng hành động của ông ta, chắc chắn 80% tâm thần không bình thường. Nếu không cũng sẽ không nói ra những lời điên rồ như vậy, cho nên tôi mới đoán rằng ông ta là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt này chu thái vội vàng nói ồ diệp thu hơi cau mày lại chuyện này bắt đầu trở nên phức tạp bên này anh vừa mới chắc chắn một người là hung thủ ở chỗ khác lại xuất hiện một tên nữa tâm lý không bình thường đúng thật là thú vị tám vụ án giết người hàng loạt thủ pháp ác độc nhìn bề ngoài có vẻ như là một tên biến thái tâm lý không bình thường gây nên nhưng nếu cẩn thận phân tích e rằng không phải là như vậy đầu tiên tám lần gây án liên tiếp có thể khiến cảnh sát không thể tìm ra được manh mối nào điều này cho thấy rõ hung thủ nhất định là một người suy nghĩ kín đáo cực kỳ thận trọng hơn nữa khả năng tư duy vô cùng mạnh giống như chuyện xảy ra ngày hôm nay ông ta có thể trong một thời gian ngắn như vậy nổ tung tảng đá trên đỉnh núi ngăn diệp thu cùng những người khác ở bên ngoài sau đó lấy tốc độ cực nhanh bắt ba cô gái nhóm hàn tiêu tiêu trong đường hầm thêm vào đó còn biết chọn đường chạy trốn, trên cơ bản tất cả các camera đều không thu được. Cuối cùng lại chọn một ngõ cụt để thoát thân. Mấu chốt là, năng lực phản trinh sát của ông ta quá mạnh. Ông ta có thể suy tính trước rằng mùi hương có thể bại lộ hành tung của mình. Vì vậy khi ở trước khách sạn bốn mùa xanh thẳm, ông ta đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó để khử mùi nước hoa trên người tống thiến, từ đó thoát khỏi sự truy vết của phì miêu. Tất cả những điều này kết hợp lại với nhau, có thể nhìn ra được, hung thủ nhất định là người có đầu óc tỉnh táo, hết sức bình tĩnh, năng lực tư duy cùng khả năng phán đoán cực mạnh, quyết đoán một cách mãnh liệt. Còn về tâm lý biến thái, tinh thần không bình thường cũng chỉ là mặt nổi bên ngoài mà thôi. Thử hỏi, một người có tâm lý không bình thường làm sao lại có thể suy nghĩ thấu đáo được như vậy chứ? Đương nhiên là không thể nào, cho nên, nếu như cho rằng hung thủ là một kẻ biến thái hoặc là một tên bệnh tâm thần vậy thì đúng là quá ngây thơ rồi nghĩ tới đây diệp thu không vội vạch trần mà hỏi lại bây giờ các ông đang ở đâu ở cổng tây của khu chợ anh muốn đi qua đây sao chu thái nhanh chóng đáp ừ tôi muốn đi qua xem thử tên hung thủ này dáng vẻ trông như thế nào diệp thu gật đầu sau đó làm bộ giả vờ xoay người rời đi mà sự chú ý của anh từ đâu đến cuối vẫn luôn đặt ở trên người đàn ông đầu vúi cua ngay trong khoảnh khắc anh xoay người lại anh rõ ràng có thể cảm giác được người đàn ông đầu húi cua kia đang ngẩng đầu nhìn anh thấy vậy con người của diệp thu vòng vo chuyển động đột nhiên dừng bước xoay người nhìn người đàn ông đầu húi cua nhàn nhạt, nhạt nói ông chủ hả sao vậy muốn mua cá hoa vàng sao con cá này của tôi đặc biệt tươi đấy người đàn ông đầu húi cua cười hỏi tôi không mua cá tôi muốn mời ông gặp một người diệp thu thản nhiên nói Ai vậy? Người đàn ông đầu húi cua kia hỏi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười tinh nghịch. "Hả, đó không phải là tên giả mạo Tôn Ngộ không sao?" Người đàn ông đầu húi cua sững sờ một lúc, mặt đầy mờ mịt hỏi. "Đúng vậy, nhưng mà Lục Nhĩ Mỹ Hầu này không phải giả mạo Tôn Ngộ không, mà là ông ta giả mạo hung thủ giết người." Diệp Thu gật đầu cười khẩy. Sau đó trực tiếp nói với Chu Thái ở đầu dây bên kia, tôi đang đứng ở gian hàng số 121, các ông mang theo tay hung thủ đó đến đây một chuyến nào. Lời này vừa nói ra, khóe mắt bên phải của người đàn ông đầu húi cua kia hơi co giật. Nhưng mà rất nhanh ông ta đã khôi phục lại bình tĩnh. Mà một màn này đã bị Diệp Thu nhìn thấy. Bây giờ anh cần xác định một chuyện. Chờ người gọi là hung thủ kia đến, đến lúc đó, tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Khoảng 10 phút trôi qua, Chu Thái áp giải một người đàn ông vạm vỡ mặc áo không tay, trên người chỉ có một chiếc tạp dề đi về phía bên này. Sau khi quan sát có thể thấy người đàn ông thô cạch kia tinh thần đúng là có chút không bình thường. Cho dù bị Chu Thái cùng thủ hạ áp giải tới, ông ta vẫn điên cuồng gào thét, tuyên bố muốn giết cả gia đình Chu Thái các loại. Cả người gần như rơi vào trạng thái điên loạn. Thấy vậy, Diệp thu hít mắt lại. Anh Diệp, sau khi chu thái nhìn thấy diệp thu từ xa liền vội vàng bước nhanh tới gần diệp thu người anh em bị thương kia thế nào rồi có nghiêm trọng không diệp thu nhìn chu thái hỏi nghe vậy đầu tiên chu thái sửng sốt một thoáng sau đó vội vàng lắc đầu mặt đầy cảm kích nói cảm ơn diệp tiên sinh đã quan tâm không có chuyện gì to tắt cả chỉ tổn thương bả vai nên chảy máu hơi nhiều thôi nhưng mà tôi đã cử người đưa tới bệnh viện rồi nghỉ ngơi mấy tháng sẽ ổn thôi Vậy thì tốt rồi, sau chuyện này đừng đối xử tệ với anh ta, nên thưởng liền thưởng, dù sao anh ta cũng vì việc của tôi nên mới bị thương. Chương 340, đừng giết tôi. Sứt lời, Diệp Thu nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông thô kệch bị nghi là hung thủ kia. Cho dù là ánh mắt hay hành vi, đều có thể nhìn ra được, đây hoàn toàn là một kẻ mất trí. Bởi vì trong mắt ông ta đã không còn chút lý trí nào cả một người như vậy làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mà gây ra tám vụ án mạng liên tiếp cơ chứ hơn nữa còn không để cho cảnh sát bắt được rõ ràng là không thể nào diệp thu mặc cười mỉa lắc đầu lập tức đi về phía trước nhìn người đàn ông thô cạch kia nhàn nhạt hỏi là ông đã giết tám người phụ nữ kia sao chính là ông đây thế nào mày nhìn tao bằng ánh mắt là sao hả có tin ông đây cũng đem mày làm thịt không người đàn ông thô cạch kia gào lên với diệp thu láo sược sắc mặt chu thái trầm xuống trực tiếp vẫy tay với thủ hạ ở bên cạnh tên thủ hạ kia lập tức bước tới tát mạnh vào mặt ông ta nếu một người bình thường bị tát như vậy chắc chắn sẽ thành thật ngay tuy nhiên người đàn ông thô kệch này hoàn toàn ngược lại càng điên cuồng hét lên a à, bọn mày dám đánh ông à có bản lĩnh hôm nay thử giết ông xem còn không ông đây sẽ giết tất cả bọn mày đấy tiếp tục đánh trong mắt Chu Thái lóe lên vẻ lạnh lẽo, ra lệnh cho thủ hạ. Nghe vậy, thủ hạ đang chuẩn bị tiếp tục động thủ. Đợi một chút, Diệp Thu khoát tay. Tên thủ hạ nghe vậy cũng hơi sừng sốt. Diệp tiên sinh, thứ không biết sống chết này dám nói chuyện với anh như thế, nhất định là tự tìm đến chỗ chết rồi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ để cho ông ta thành thật ngay. Chu Thái nhìn Diệp Thu, cung kính nói. Cần gì phải so đo với một tên điên, huống chi ông ta còn bị người khác xúi dục. Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên, mặt đầy vẻ bông đùa nói. Nói xong, từ khóe mắt của anh lơ đãng liếc qua người đàn ông tóc húi cua trong gian hàng. Mặc dù lúc này ông ta vẫn đang giết cá, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Tuy nhiên, đôi mắt của ông ta đã bắt đầu trở nên không tập trung. Thậm chí Diệp Thu còn bắt được vẻ khẩn trương trong đó. Cho dù người đàn ông tóc húi cua này đã che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Diệp Thu phát hiện ra. Đến đây, Diệp Thu đã có thể chắc chắn 100% phỏng đoán trước đó của anh rồi. Bị người khác xúi dục sao? Là ai vậy? Chu Thái đương nhiên không rõ những chuyện này, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên, không nói nhiều lời, tiếp tục nhìn vào người đàn ông thô kịch kia, nhàn nhạt hỏi muốn sống không hả? Con mẹ nó mày nói ai? Từ khi ông đây làm những chuyện này thì cũng không còn ý định sống nữa rồi dù sao cũng giết nhiều người như vậy, ông đây đã đủ vốn. Người đàn ông thô cạch kia trợn mắt nhìn Diệp Thu, mặt mũi giữ tận nói. Phải không, giết nhiều người như vậy, xin hỏi ông đã giết bọn họ như thế nào? Khóe miệng Diệp Thu khẽ cong lên, cười nhạt hỏi. Giết thế nào hà tất nhiên là cưỡng hiếp trước sau đó giết, trực tiếp dùng dao đâm chết. Có vấn đề gì không? Ông ta ra vẻ phách lối nói. Lời này vừa dứt, Sắc mặt của người đàn ông đầu húi cua đang giết cá ở gian hàng hơi thay đổi, chân mày nhíu lại với nhau. Mà một màn này, bị Diệp Thu vừa vặn nhìn thấy. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, nhìn về phía người đàn ông thô kệch, mặt đầy hài hước hỏi, "Thật sao? Nhưng mà theo điều tra của chúng tôi, tất cả 8 người phụ nữ đều chết sau khi bị rút hết máu, hơn nữa còn không bị xâm hại gì cả. Chuyện này so với chuyện ông nói hình như không hề giống nhau nhỉ?" "Mày quan tâm làm gì?" tao thích nói gì thì nói thế đấy dù sao cũng là tao giết tất cả đều do tao làm ông ta trợn mắt nhìn diệp thu giống như chó điên vậy giống to lên nếu như ông có đầu óc thì tốt rồi diệp thu diếu cợt lắc đầu ngay sau đó phát tay về phía hai tên thủ hạ đang giữ lấy tay của ông ta nhàn nhạt, nhạt nói thả ông ta ra diệp tiên sinh tên này rất hung hãn chu thái vội vàng nhắc nhở không sao đâu diệp thu lắc đầu nhẹ giọng nói Thấy vậy, Chu Thái chỉ có thể để cho hai tên thủ hạ thả người đàn ông thô kệch kia ra. Ha ha ha, dám thả tao ra sao? Bọn mày nhất định là muốn chết rồi, nhìn tao giết. Ông ta ngông cuồng cười lên, vừa định bắt đầu phát điên. Diệp Thu đã trực tiếp đưa tay ra, nắm lấy cổ áo của ông ta, nhấc từ dưới đất lên. Buông tôi ra, có tin ông đây giết mày không? Người đàn ông thô kệch kia liều mạng dãy ruộng. Tuy nhiên, dù ông ta có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được, chỉ có thể lãng phí sức lực một cách vô ích. Diệp Thu trực tiếp mang ông ta đến trước mặt người đàn ông đầu húi cua, mặt đầy vẻ đùa cợt nói, nhìn thử xem, ông có nhận ra người này không? Khoảnh khắc người đàn ông thô cạch kia nhìn thấy gã đầu húi cua, động tác vùng vẫy của ông ta chậm lại nửa nhịp. Trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi, giống như nhìn thấy quỷ vậy, hô to ngay tại chỗ, đừng giết tôi, tôi không muốn chết, đừng giết tôi sứt lời. Sắc mặt của gã đầu húi cua hơi thay đổi, lập tức chế nhạo nói, vị đại ca này, anh đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy. Tôi sao lại có thể biết giết người được chứ? Tôi chỉ là một người bán cá bình thường thôi mà. Nói xong, ông ta còn nhìn Diệp Thu, thấp giọng, mặt đầy vẻ vô tội hỏi, người này có phải điên rồi không? Lời này chắc hẳn nên hỏi ông mới đúng chứ? Khóe miệng Diệp Thu nở một nụ cười đùa cợt. Hỏi tôi, cậu trai trẻ à, tôi không hiểu ý cậu lắm người đàn ông tóc húi cua vẻ mặt đầy mờ mịt tuy rằng tôi không biết ông đã dùng thủ đoạn gì để cho người này chịu oan ức giúp mình nhưng mà ông đã bị bại lộ rồi diệp thu khinh thường nói bại lộ bại lộ cái gì chứ tôi vẫn không hiểu ý của cậu có thể nói rõ hơn được không người đàn ông tóc húi cua kia nhíu mày lại vô tội hỏi đã đến lúc này rồi mà còn cần diễn sao diệp thu liếc mắt nhìn ông ta sau đó trực tiếp ném người đàn ông thô kệch ở trước mặt tới chỉ vào người đàn ông tóc húi cua lạnh lùng hỏi nói cho tôi biết người này là ai tôi không biết tôi không muốn chết tôi không thể nói được người đàn ông thô kệch kia sợ hãi ngồi xổm xuống đất hai tay ôm đầu vẻ mặt hiện đầy vẻ sợ hãi bộ dạng đó hoàn toàn khác so với dáng vẻ kêu gào muốn giết chết tất cả mọi người lúc nãy thú vị thật khóe miệng diệp thu hơi cong lên ngay sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, nhìn thẳng vào mắt, lạnh giọng nói, chỉ cần ông nói cho tôi biết ông ta là ai, tôi có thể đảm bảo cho ông không chết. Nếu không, không ai có thể cứu được ông đâu. Sứt lời. Trong mắt Diệp Thu lóe lên sự lạnh lẽo. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 340.